đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các không có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Bên em ship code toàn quốc từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên bên em lên cho các bác đó là cái keo đa năng xanh nhá. Keo đa năng xanh. Đấy, nó vỏ màu xanh như này. Bên em lên nó sẽ là keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20.000 một típ và bên em bán là combo 3 típ là 50.000, còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 một típ như này. Một hộp của nó sẽ là 60 gram, một típ này là 60 gram nhá. Lên cho em là keo đa năng xanh. Đấy, và bên em bán theo combo. Đấy. Các bác lên cho em là keo đa năng xanh này, keo đa năng xanh. Đấy. Một típ thì sẽ là bằng 20k nhá. Đấy. Và 3 típ thì sẽ là 50.000. Đấy, 50k cho 3 típ. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây là con keo siêu dính nano nano công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cửa sắt. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nano nano công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Đấy các bác nha, giá thì chỉ có 20.000 típ này thôi, và mua 3 típ thì sẽ là 50.000. Lên cho em là keo đa năng xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thuốc trị các bác lên mã giúp cho em đó là cái thuốc trị Long Ben Hắc Lào nhá. Đấy, thuốc trị Long Ben Hắc Lào, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bác nào chuyên bị Long Ben Hắc Lào này, đấy, Long Ben Hắc Lào rồi nấm ngứa này, đấy, nấm ngứa. Đấy, và các cái bệnh ngoài da mãn tính thì các bác dùng cái này cho em từ 1 đến 2 típ là sẽ khỏi dứt điểm cho các bác luôn. Đó, cái này em bên em bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì chuyên trị Long Ben Hắc Lào, nấm ngứa. Đấy, kẽ chân kẽ tay các bác bôi này cho em khỏi luôn. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một típ này thôi. Lên cho em là Long Ben Hắc Lào nhá, 25.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình 20 nhá, bình 20. Con này thì dung tích của nó là 2 lít. Đấy, bình 20, dung tích là 2 lít. Vỏ bên ngoài của nó thì bằng inox nhá, bằng inox. Đấy, khá là chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và con này dung tích của nó 2 lít này, bên trong cũng bằng inox luôn. Con này thì không giữ nhiệt đâu, các bác chỉ dùng để đựng nước lọc này, đựng rượu, đựng bia. Đấy, hoặc là nói chung là đa chức năng, các bác cứ đựng nước là ok. Còn nó không có tính năng giữ nhiệt. Tại vì cái giá của nó thì chỉ có 80k thôi nhá. 80k. Các bác lên cho em là bình 20 nhá, bình 20. Giá sẽ là 80k. Các bác dùng để đựng nước uống này, đựng nước ở trên phòng này. Đấy, nhà có phòng thì các bác đựng vào trên phòng, hoặc là đựng nước uống để bàn, có khách khứa vừa sang xịn mịn, vừa đẹp, vừa lịch sự. Và cái giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Đó, chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, bình 20 nhá, 80.000. Sao lại nó lại giá nó lại rẻ vậy các bác ơi? Đấy, 80.000 cho một con bình như này, bằng inox rất dày dặn chắc chắn. Dùng thì thao thoải mái ok luôn. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là máy cạo râu 9D nhá. Con này thì lại còn giá cực kỳ tốt luôn. Giá chỉ có 95.000 thôi. 95.000 cho một em máy cạo râu như này. Hàng 4 chức năng luôn, 4 chức năng cho các bác nhá. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ có cho các bác chức năng đầu tiên đó là cạo râu này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là cái phần cạo 3 lưỡi như này, 3 lưỡi kép cạo cực kỳ sạch luôn. Đây, các bác chỉ cần đưa vào là mình cạo thôi. Đó. Lưu ý các bác khi cạo thì các bác đi chậm đi em. Đi chậm để cho lưỡi nó ăn vào, nó cạo cho râu nó sạch nhá. Đó. Đấy, các bác nghe cái tiếng râu nó đứt xèo xẹt chưa? Đó. Thứ nhất là các bác đi chậm cho em nhá. Đi chậm cho em này. Đấy, đây râu nó đứt rồi này các bạn này. Đó. Các bác đi chậm cho em. Đấy, sử dụng xong thì các bác tháo ra cho em. Đấy, mình sẽ lắp cho em cái phần là đây. Đấy, nó có cái phần là tỉa lông mũi này. Đấy, các bác muốn tỉa lông mũi thì các bác lắp vào. Lắp vào, tỉa lông mũi này. Đấy, cứ lắp vào cho em là xong. Đó, tỉa lông mũi này. Có cái phần tăng đơ này, tăng đơ này. Đấy, tiếp theo nữa là có cái phần cho các bác để massage này. Đấy, massage để mình kê cái phần chổi như này để các bác massage mặt. Đấy, massage mặt nữa rất là ok. Giá thì chỉ có 95.000 thôi, combo cho các bác là 4 đầu để các bác thay tháo nhá. Đấy, massage mặt này, cạo râu này, tỉa lông mũi này, rồi tăng đơ chấn viêm. Đấy, một con hàng con này là 4 chức năng luôn, 4 chức năng cho một con hàng như này nhá. Và cái giá thì lại cực kỳ là hạt rẻ cho anh em và các bác.
Đấy, hàng 4 chức năng cho các bác luôn. Mà cái giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi nhá. 95.000 cho một con này thì nói chung là các bác cũng chả đi đâu mua được con này. Đây có cáp sạc, cáp siếc hẳn hoi. Đấy, đầy đủ các cái chi tiết cho các bác luôn. 95k. Đấy, giá siêu hạt rẻ luôn. Đấy, giá này thì giá quá hạt rẻ rồi. Các bác có thể sử dụng rất là tiện ích luôn. Đấy, 95.000. Không thể tin nổi luôn các nhá. Đấy, chả đi đâu mà mua được một cái bộ sản phẩm chất lượng như này. Giá chỉ có 95k thôi. 95k. Lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Đấy, máy cạo râu 9D, giá sẽ là 95k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia kìm bấm cúc nhá. Lên cho em là kìm bấm cúc. Thì đây nó sẽ là một con kìm như này. Các bác dùng thì mình bấm cúc quần, cúc áo, nói chung là đa di năng hoặc là bấm cúc của các cái chi tiết khác đều ok hết. Lên cho em là kìm bấm cúc, giá thì một cái bộ như này chỉ có cho các bác là 40k thôi. 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Tiện dụng, dễ sử dụng được, chị em tin dùng mua nhiều. Đấy, chỉ cần lắp vào này cho em là xong. Đó, rất là tiện luôn. Rất tiện cho các bác sử dụng nha. Và cái giá thì rất hợp lý các bác này. Đấy, các bác chỉ cần lắp vào này là xong. Sẽ là món đồ cực kỳ hữu ích mà nhà nào cũng sẽ cần. Bình thường mấy cái đồ mặc bị rộng nếu lường lên ra tiệm sửa thì mấy bà sẽ làm gì? Tôi mới vừa phát hiện ra có cái bộ kìm bấm cúc quần áo này, không nghĩ là bấm nó lại dễ như vậy luôn á. Cứ cho cúc vào là bấm thôi, không có cần dùng quá nhiều lần. Bấm kiểu như là giống như mà cái đồ bấm giấy vậy á, mở ra là chắc được liền. Tôi thấy sắm một cái để sẵn. Rất là ngon đấy. Lỡ có mà bị rộng hay là cái áo sơ mi cổ rộng quá, thay vì máy cố định. Bấm là sang luôn, rất tiện luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái táo khô các bác nhá. Đấy, táo khô các bác này. Đây, đấy, táo khô. Đây, hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này, táo khô của Samsung Hàn Quốc đây. Đó, Korea Hàn Quốc nhá. Một hộp này của nó thì nó sẽ là đây, một bịch như này. Đấy. Bịch này rất là đẹp các bác này. Đó, hàng táo đều đẹp nhá, táo đều đẹp. Con này thì giá của nó sẽ là đây, hàng của Hàn Quốc các bác này. Đấy, toàn bộ của Hàn Quốc hết nhá. Mã tem, mã vạch, mã cốt Hàn Quốc đàng hoàng. Anh mình hộp của nó chất lượng luôn. Đấy, các bác lên cho em là táo Hàn Quốc nhá. Táo Hàn Quốc giá của nó sẽ là, con này thì phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn nhá. Đây thì phần bán của nó số 1 Hàn Quốc luôn này, Korea các bác này. Đó, giá thì sẽ là 100k nhá. Các bác lên cho em là táo khô, giá sẽ là 100.000. Đó, 100.000 cho một hộp táo khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái tẩy xanh nhá. Đấy, con này thì chuyên để tẩy son nồi này, son nồi vành bánh xe. Đấy, son nồi vành bánh xe ô tô rất là tiện luôn. Đây, đấy, bác nào có ô tô thì các bác cứ mua cái này về cho em. Mình dùng chuyên để tẩy ô tô rất là tiện đây. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước vào, cho làm ướt bề mặt, sau đó thì mình cho cái này vào, sau đó thì mình đánh thì cọ đi là sẽ sạch luôn. Lên cho em là tẩy xanh 25k trong hộp tẩy xanh như này nhá. 25.000. Đây em có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bạn này. Tốt như quảng cáo không mọi người? Cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn. Mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, đó, giá 25k đó nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn nấm nhá. Đèn nấm thì cái này các bác dùng nó là đèn ngủ nhưng mà em lên tên nó đèn nấm tại vì nó hình cây nấm như này. Đấy, ban ngày thì nó sẽ cảm biến và nó sẽ không lên đâu nhá. Ban đêm trời tối nó sẽ lên. Đây em che đi này. Đấy, em che đi là nó tối là nó sẽ lên thôi. Đó, ban ngày thì cảm biến là nó sẽ không lên nhưng mà ban đêm trời tối là nó sẽ lên các bác. Đấy, con này thì nó sẽ đang sáng quá nó không lên được. Đấy các bác này. Đấy, đấy em che đi, phải che hẳn đi này thì nó mới lên này. Đấy bác thấy không? Đó, thì các bác dùng để làm đèn ngủ nó rất là tiện. Đấy, mình cắm trực tiếp vào ổ điện nhà mình. Đấy, ban ngày thì nó sẽ không sáng và ban đêm thì nó sẽ sáng để cho các bác đi lại ở những khu vực nào các bác chỉ cần sáng ban đêm thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn nấm nhá. Đèn nấm giá sẽ là 25k. Đó, đèn nấm này. Đấy, giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k trong cái đèn nấm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dép đi trong nhà nhá. Dép đi trong nhà thì nó sẽ có các màu này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Dép đi trong nhà thì ai cũng đi vừa cả và nó cũng không quan trọng màu sắc đâu. Giá thì chỉ có 35.000 trong đôi này thôi. Đấy, chất liệu của nó thì bằng nỉ này, đây là bằng nhung này. Đấy, rất đẹp. Rất đẹp nhá. 35k. Các bác chuyên dùng để đi trong nhà nó rất là tiện ích, sạch sẽ. 35.000 cho một cái dép đi trong nhà này thôi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con máy sấy tóc. Đấy, máy sấy tóc. Đây, hàng của thương hiệu Philips này.
Con này thì dùng rất là tiện ích luôn và máy chạy cực kỳ là khỏe. Đây em cắm trực tiếp cho bác xem. Máy sử dụng trực tiếp điện 220V nhá. Đấy, đây. Đấy có theo. Rất mạnh luôn nhá và nóng rất là nhanh luôn. Nóng rất là nhanh. Con này thì em bán rất là nhiều rồi. Đấy, không hề có lỗi lầm gì cả. Các bác bật phát nóng luôn các bạn. Đấy, công suất của nó là 3000W, bật phát nóng luôn. Đấy. Con này thì nó chỉ có chức năng là nóng thôi nhá. Chức năng là nóng thôi. Đấy, gọi là máy sấy tóc Philips. Giá sẽ là 130.000. Đấy, lên xem là sấy tóc nhá. Đấy, máy sấy tóc giá sẽ là 35k. À 130.000. Đấy, lên xem là máy sấy tóc này. Giá sẽ là 130k nhá. 130k là con máy sấy tóc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chắn. Cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì nó sẽ là dòng chắn dầu mỡ nhá. Đây, các bác đùn để chắn vào cái bếp ga này rất là tiện ích này. Đấy, chắn dầu mỡ. Đấy, chắn dầu mỡ khi mà các bác đùn thì dầu mỡ nó văng ra thì các bác chắn lại cho em. Đấy. Kích thước của nó sẽ là một chiều là 32cm và một chiều là chiều dài là 84cm nhá. Lên cho em là chắn dầu mỡ. Giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một cái chắn dầu mỡ như này. Đó. Lên cho em là chắn dầu mỡ, giá sẽ là 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái sen như này và ở đây nó sẽ có một cái đầu vòi cao su như này. Khi tắm thì các bác dùng để massage kỳ cọ được luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con sen cao su như này thôi. Đấy, có cả sen cả dây như này. Đây, đầu này để các bác kỳ cọ này. Đấy, vừa kỳ cọ massage được luôn, rất là tiện. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá, đóng ngắt trên tay và cũng có các cái chế độ này. Có 3 chế độ để xả nước rất là ngon lành luôn. Lên thì em là sen cao su. Giá thì chỉ có 90.000 thôi nhá. 90.000 cho một con sen cao su như này. Con này thì cũng rất là tiện ích. Đấy, lên cho em là sen cao su nhá. Đấy. Sen cao su này. Sen cao su giá sẽ là 90k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đó, thì nó đây sẽ sen tắm này, các bác dùng để massage này, kỳ cọ này. Rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái sen tắm cao su này giá chỉ có 90.000 thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái ổ đúc cao su nhá. Đấy thì nó sẽ có 3 mẫu như này. Đấy, phích cắm thì sẽ là 20.000 cho một cái phích cắm như này và có đèn báo này. Đấy, cái phích cắm này thì sẽ có đèn báo cho các bác. Đây. Đấy, cái phích cắm này có đèn báo này các bác này. Cắm vào là có đèn báo sáng như này. Đây, rút ra này. Cắm vào có đèn báo sáng này. Đấy, cắm vào có đèn báo sáng nhá. Đấy, cắm vào có đèn báo sáng như này. Con này thì sẽ là 20.000. Đấy, còn cái phích cắm thì sẽ có dòng 3 chân và dòng 5 chân. 3 chân này thì có đèn báo và 5 chân không có đèn báo. Dòng cao su non. Đập phá thoải mái cho các bác nhá. Đấy, cao su non như này, đập phá thoải mái luôn, lõi bằng đồng hết. Đều là 50.000 một cái nhá. 50.000 một chiếc. 50.000 một chiếc. Công suất của nó lên tới là 250V 16A. Đấy, 50.000 một chiếc, hàng nội địa của Nhật. Con này các bác dùng đập phá thoải mái cho em luôn. Đó. Đập phá thoải mái nhá, hàng cao su non, yên tâm sử dụng. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 một chiếc này thôi. Hàng 3 chân và hàng 5 chân đều là 50.000 nhá. Riêng con 3 chân này có đèn báo, con 5 chân không có đèn báo. Về nhà các bác xoáy ra cái nối dây vào đây cho em. Rất tiện ích luôn. Đó, rồi ok. Hello các bác nha. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Dưới 200 cộng thêm 130.000 ship nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đấy thì mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái ủng đi mưa. Bắt đầu vào mùa mưa. Mùa mưa, mùa nồm ẩm các bác nhá. Đấy, thời tiết rất là bẩn thỉu. Mưa ướt át thì các bác sử dụng cái con ủng đi mưa này cho em. Hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó. Đây, ví dụ như là em đi đôi giày đây, em có thể xỏ trực tiếp vào được luôn để bảo vệ cho cái đôi giày nó khỏi bẩn quá này. Đấy thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy chun như này. Lẫy chun này các bác tháo lẫy chun này ra cho em. Mở cái khóa này ra. Đó, và đây thì nó sẽ có một cái ngăn để giữ này. Ngăn này để nó giữ cho các bác là khỏi bị nước này. Đấy, và các bác chỉ cần xỏ vào này cho em xong này. Đấy. Đây nhá. Đấy thì em sẽ xỏ vào thực tế này cho các bác xem luôn. Đấy, xỏ vào sau đó thì các bác đi thôi. Đó, đây em đang xỏ nó ngược chân cho nên là nó hơi bị căng một tí các bác nhá. Đó, sau đó các bác thắt vào cho em, kéo khóa lên là xong. Đấy thì mình đi rời nó bị ẩm ướt hoặc là mưa hoặc là các cái chỗ đường lầy lội là nó rất là sạch sẽ các bạn. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một cái bộ ủng đi mưa như này nhá. Đấy, 100.000 cho cái bộ ủng đi mưa như này. Đây, em sẽ có một cái video thực tế cho các bác xem luôn cho nó trực quan sinh động. Các bác này, đấy, nó sẽ là một cái đội ủng như này các bác xỏ vào cài khuy vào cho em. Đấy, dùng nước rồi đi mưa đi mát thoải mái luôn. Rất là tiện và sạch sẽ nhá. Đấy, bác theo. Đó.
Đi dưới mưa thì rất là ok luôn, đặc biệt là bác nào hay tham gia giao thông bằng xe máy này, hoặc là đường quê lầy lội, hoặc là khu vực đường nhà mình nhiều chỗ lầy lội thì các bác có thể đi vào để bảo vệ cho cái đôi giày đôi tất của mình. Đó, rất sạch sẽ luôn, về nhà các bác chỉ cần cởi ra cho em là xong. Đó, rất tiện nhá. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên cho em là ủng đi mưa giá sẽ là 100.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hũ gia vị nhá. Giá thì chỉ có 15k trong cái hũ gia vị như này thôi. Rất sành điệu cho các bác luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hũ và một cái thìa như này. Cái thìa này thì nó sẽ kèm sẵn ở đây luôn. Đó, các bác đút vào cái nắp này cho em, sau đó thì đậy nắp lại này. Đó. Thì các bác chuyên để đựng mình đựng gia vị, đựng thực phẩm, đựng muối, mắm, mì chính đều ok hết nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái hũ gia vị như này. Lên mã giúp em đó là hũ gia vị nhá. Đó. Hũ gia vị này, giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho một cái hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu này. Đấy. Hộp này thì nó sẽ là hộp 5 mũi khoan tháp, hộp nhôm nhá. Đấy. Hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu thì đây nó sẽ là 1 2 3 4 5, 5 cây mũi khoan tháp như này kèm một cây lấy dấu này nhá. Các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đó. Thì các bác chỉ cần là cây lấy dấu này thì chỉ cần là nhấn này thôi là sẽ có dấu đây các bác này. Đấy, dấu đây nhá, rất là tiện luôn. Đấy, và sẽ có cho các bác là 5 mũi khoan tháp thép gió phủ titan nhá. 1 2 3 4 5. Mũi to nhất của nó thì đường kính của nó sẽ là vào khoảng là 3/2, còn mũi nhỏ nhất thì khoảng là từ đây. Đấy, nó sẽ là từ 4 đến từ 4 đến 8, 4 12, 4 24 các bác nhá. Rất là nhiều luôn. Con này thì các bác lên cho em hộp 5 mũi khoan hộp 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái hộp là mũi khoan đỏ nhá. Đấy, mũi khoan đỏ. Đây, hộp nó màu đỏ này cho nên là lên cho em hộp mũi khoan đỏ. Giá của nó sẽ là 110.000. Hộp này của nó thì sẽ là bao gồm cho các bác là 3 cây lấy dấu và 3 cây vừa là khoan vừa tazogen luôn. Đấy, vừa khoan vừa tazogen luôn. Thì hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 mũi. 1 2 3. Đấy, 6 mũi tất cả 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Đấy, mũi khoan tháp của nó thì là 6 620 này. Đấy, 4 420, 432 và cái này là 412 nhá. Đấy, đầu nhỏ nhất của nó là 4. Đấy, thì nó sẽ là một cái hộp mũi khoan tháp như này. Thì lên cho em là hộp hộp mũi khoan đỏ nhá, hộp mũi khoan đỏ, giá sẽ là 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân treo nhá. Đấy, thì con này nó sẽ có sẵn pin này rồi. Thì cái pin này mà nó hết pin thì các bác ra ngoài hiệu sách mua cho em nhá. Ở ngoài hiệu sách thì cũng bán rất là sẵn thôi. Đó. Và đây thì nó có cái đầu âm dương này các bác, cứ lắp đúng cho em đúng đầu âm dương là được. Sau đó thì các bác đánh cái này vào cho em là xong. Đó, đây. Lắp vào cho em. Đó là nó sẽ lên luôn. Thì các bác dùng để mình cân các cái đồ vật các thứ rất là ok. Đấy. Thì con này cân mắc tối đa của nó là lên tới được 50 cân. Còn nói chung là các bác cứ dùng 10 20 cân, 30 cân là thoải mái các bác. 2 30 cân thoải mái cho em. Đó. Thì con này nó sẽ là tính bằng kg nhé, tính bằng kg. Thì đây, các bác có thể dùng để mình quặc vào mình cân cân cái nọ kia. Đấy, ví dụ đây em quặc vào em cân cái nồi này các bác này. Đấy. Đây. Đấy, quặc vào cân cái nồi này cho các bác xem. Đó, thì các bác muốn cân cái gì thì cân. Đấy, các bác đi câu đi kẹo cân tôm cân cá đều ok hết. Đây, đấy cái nồi này của nó sẽ là 0,45 kg nhá. Đấy, tức là 4 lạng rưỡi cho cái nồi như này. Đó. Và nó sẽ có nhớ trong vòng là mấy giây nó mới tắt nhá. Đấy, 0,45 kg. Đó. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là cả cập nhật nhiệt độ luôn. Đấy, 17 độ C này. Miền Bắc đang rất là lạnh này, 17 độ C các bác nhá. Đó. Đây. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cân này bao nhiêu nhỉ? 70.000 cho một con cân treo như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là cân treo, giá sẽ là 70k một chiếc. Đấy, có sẵn pin biết rồi, về nhà các bác chỉ được sử dụng thôi. Đấy, về nhà nếu mà hết pin thì các bác ra ngoài hiệu sách mua giúp cho em. Đó. Lên cho em là cân treo nhá. Đó, cân treo. Giá sẽ là 70k. 70k cho bọn em cân treo như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là bộ màu cầu vồng. Đấy, bộ này thì bao gồm là 150 chi tiết. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok thôi. Đó. Rất là ok cho các bác luôn. Đây. Bộ này sẽ bao gồm là 150 chi tiết nhá. Bao gồm màu bột này, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì, đầy đủ các loại màu cho các bác sử dụng luôn. Đó.
màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì đầy đủ cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 100... Các bác lên xem là bộ màu cầu vồng nhá. Giá của nó sẽ là 100... 100 tròn à? Giá của nó sẽ là 100.000 tròn các bác nhá. 100.000 tròn cho một cái bộ màu như này thôi. Đó, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình này. Đấy, hoặc là mua làm quà sinh nhật cho các thứ các em rất là ok. Đầy đủ các cái chi tiết như này. Đấy, màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì. Lên cho em là màu cầu vồng nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, 100k cho cái bộ màu cầu vồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chổi lau bàn bếp nhá. Con này thì giá chỉ có 40 cành thôi. Đấy, và nó sẽ là dòng chổi lau và nó sẽ là tự vắt luôn. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái miếng mút lau như này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là đẩy cái này lên này. Đấy, sau đó thì mình sập cái lẫy này vào cho em. Lắp cái lẫy này vào đây. Đấy, lắp cái lẫy này vào. Đây nó sẽ có cái lẫy đây. Các bác chỉ cần sập nó xuống, đẩy cái lẫy này vào là xong. Là mình sử dụng được thôi. Các bác có thể dùng để mình lau bàn, lau bếp, lau kính, lau giếc rất là ok các bác này. Đấy, đây. Lau nhá. Đây. Ví dụ đây là cái bàn bếp này. Đấy, cửa kính này. Các bác dùng lau này cho em. Sau đó thì mình lại giặt đi, vắt đi. Đấy, các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40.000 cái chổi lau bàn bếp như này thôi. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Đấy, chổi lau bàn bếp này. Lau bàn bếp giá sẽ là chổi lau bàn bếp giá sẽ là 40k nhá. 40k cho mấy cái bộ chổi lau bàn bếp như này. Đó, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cọ vịt nhá. Đấy, cọ vịt. Con này thì các bác dùng để mình kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rồi nói chung là đa di năng luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho cái chổi cọ vịt như này các bác nhá. Đấy, lên mã giúp em là cọ vịt. Giá sẽ là 60k. Thì đây nó sẽ là một con chổi như này. Có cả miếng dán cho bác luôn, các bác về chỉ việc dán lên tường cho em là xong, nó rất là tiện nhá. Có miếng dán lên tường. Đây là cái đoạn của nó này, về nhà các bác lắp vào này cho em này, lắp vào. Sau đó thì các bác dán lên tường, sau đó thì mình chỉ cần đặt vào này là cho em là xong. Đó. Đặt vào này cho em là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái chổi cọ vịt như này. Giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Các bác lên cho em là cọ vịt nhá. Đấy, cọ vịt giá sẽ là 60k. Đó, cọ vịt này. Giá của nó sẽ là 60k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác dùng để mình đánh kỳ cọ rất là tiện này. Đấy các bác thấy không? Nó rất là hợp lý luôn. Đưa vào hết được các cái khe kẽ này. Đấy. Dùng xong thì mình chỉ cần là đặt lên cái khay của nó là xong. Nó rất là tiện luôn. Đấy, các bác cứ nhận nha, mình kỳ cọ đi. Đó. Đặt lên nó rất là tiện ích nhá. Silicon mềm nhá. Đưa vào hết các ngõ ngách được luôn. Đấy, đánh nó rất là tiện các bạn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 trong cái chổi cọ vịt như này. Đấy không? Lấy như đồng hồ. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái đồng hồ đeo tay nhá. Đấy, con đồng hồ đeo tay như này. Con này thì khá nhiều chức năng luôn. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ đeo tay nhá, có kèm đốc sạc cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu hồng và màu lô này về thì toàn màu hồng các bác nhá. Màu hồng rất là đẹp như này. Mặt của nó sẽ là thân của nó là thân nhôm nhá. Và mặt của nó như này các bác này. Đấy, mặt cảm ứng này. Về nhà các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên này. Đấy. Con này thì nó sẽ có chức năng là đo nhịp tim, đo huyết áp cho các bác luôn. Đấy. Hàng này thì từ nước ngoài về cho nên là đa số là 100% là hết pin. Thì về nhà các bác lắp pin, các bác sạc vào cho em. Đó, đây, lắp vào như này. Sau đó thì các bác bật nguồn lên nhá. Đấy, con này thì nó hết pin mất rồi. Đấy, hàng thì đa số là hết pin thì về nhà các bác cứ sạc pin vào cho em. Đấy, con này thì bên em sẽ bảo hành cho các bác là lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Các bác cứ yên tâm sử dụng. Đấy, con nào nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đây là cái đốc sạc này. Đốc sạc của nó về nhà các bác cắm vào kia con củ sạc điện thoại cho mình thôi. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 cho mấy nhỉ? Các bác lên cho em là đồng hồ T8 nhá. T8 giá sẽ là 170k nhá. 170.000. Đấy, đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ đều ok hết nhá. Đó, và hiển thị màu giờ các thứ rất là đẹp luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái bình tông nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Các bác có thể mua để mình sử dụng này, sử dụng như là mình đựng nước này hoặc đựng rượu này. Đấy, nắp của nó là nó theo là thuộc dạng cái dạng là nắp liền như này. Nắp liền như này thì khi các bác sử dụng rất là yên tâm, có gioăng giếc đàng hoàng và nắp của nó là nắp liền.
thì các bác không sợ bị mất nắp. Đấy. Dung tích của con này là 2 lít luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng nước lọc này, đựng rượu, đựng bia này. Đó, rất là ok. Và nó sẽ có cho các bác là một cái túi da như này. Đấy, một cái túi da rất là xịn sò như này. Thì các bác mang đi du lịch này, đi học, đi làm rất là tiện. Và nó có quai đeo luôn. Có cái quai đeo này có nhá. Túi da có quai đeo như này. Rất xịn sò luôn đấy các bác này. Đấy, có quai đeo rất xịn sò luôn. Con này thì giá chỉ có 130 cành thôi. Hàng đẹp, hàng chất lượng. Hàng này thì của CCCP của Nga nhá. Đấy, bình tông của Nga các bác này. Lên cho em là bình tông nhá. Đó, bình tông. Giá sẽ là 130.000. Đấy, lên cho em là bình tông này. Bình tông của Nga nhá. Bình tông Nga. Giá sẽ là 130k. Đó, 130.000 cho con bình tông Nga như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hút dung dịch hút rượu bia nhá. Đấy, các bác chỉ cần cắm vào là mình hút thôi. Có đầu đai đĩa đàng hoàng. Bóp như này. Các bác không phải hút bằng mồm, nó mất vệ sinh và không an toàn. Đấy, ống của nó đây. Con này thì giá chỉ có 30k thôi. Lên cho em là hút dung dịch nhá. Giá sẽ là 30k cho một cái bộ hút dung dịch như này. Đó. 30.000 cho một cái bộ hút dung dịch như này. Rất vừa vặn, xinh xắn để cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây nha, nó sẽ là sử dụng như này các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là cắm vào, mình bóp phát là nó sẽ ra thôi. Nó rất là tiện luôn. Thì các bác không phải dùng, ví dụ như dùng các cái vòi truyền thống thì nó cảm giác nó không có an toàn. Đấy, các bác hút xăng, dầu, rượu, bia, nước, ngọt, rồi nói chung là tất cả các thứ đều được. Đó, nó rất là tiện. Đây, bơm xăng này, rất là ngon luôn. Bơm các cái dòng khác đều ok hết nhá. 30.000 thôi. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em thì ship code toàn quốc luôn. Đấy, ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán từ 200 trở lên bên em sẽ bao ship. Đầu tiên thì em lên cho bác cái đuôi lò xo nhá. Đây nó sẽ là một cái con đuôi rất là tiện ích này. Đấy, thôi đừng bỏ được cái này không quay. Rất là tiện ích luôn. Rất tiện ích luôn. Thì ở đây nó sẽ là một cái đuôi như này, có cả công tắc đóng ngắt này, về xoáy cho em cái đuôi bóng đèn, đuôi E27, tức là bóng phổ thông, bóng nào cũng vừa hết nhá. Đuôi E27 như này, về nhà các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Đó, con này có thể điều chỉnh ngắt nghéo này, cắm ở đây cho em. Lên cho em là đuôi lò xo nhá, giá sẽ là 35k nhá. 35k trong cái đuôi lò xo như này, rất tiện ích luôn. 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ keo dán giày nhá. Keo dán giày giá sẽ là 20.000 cho một lọ keo dán giày như này nhá. 20.000 đúng không? 15.000 cho một lọ keo dán giày này nhá. Giá rất rẻ luôn các bạn. 15.000 cho một lọ keo dán giày như này. Đấy thì các bác có thể dùng để mình dán giày, dán dép, dán các cái sản phẩm đồ nhựa, đồ nhiếc cũng ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng keo trong và nó là dòng keo, nó gọi là nó khô chậm, cho nên là khi mình dán giày, dán dép rất là ok luôn. Đấy, giày dép bị bong chốc các bác dán cái này cho em. Đấy, giày dép thì thường nó cũng hay bị bong rất là nhiều, thì các bác dán này cho em rất là ok luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp và dung tích của nó là 60ml nhá. Lên cho em là keo dán giày, giá sẽ là 15k cho một típ như này nhá. 15.000 cho một típ keo dán giày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con súng như này. Các bác dùng để mình thư giãn massage rồi đa di năng luôn. Ở đây thì sẽ là kèm cho các bác là bốn cái đầu massage. Chất liệu của súng thì bên trong là cuộn dây đồng hết nhá, và có kèm các bác bốn cái đầu massage này, các bác chỉ cần cắm vào cho em xong này. Khi bật thì mình giữ lìn cho em nhé, giữ lì cho em. Đấy, sau đó thì mình tăng cấp độ đây. Nó sẽ có 6 cấp độ tất cả nhé. 6 cấp độ tất cả các bác này. Đấy. Con này thì nó hết pin rồi. Đấy, con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, con này thì hàng vận chuyển về nó để lâu nó hết pin rồi nhá. Đây, một cáp sạc này, 4 đầu massage này. Đó. Giá thì chỉ có 170 cành thôi. 170 cành cho một con súng massage như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Giá sẽ là 170.000. Đây, nó hình khẩu súng như này. Đó, hình khẩu súng như này cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá sẽ là 170k một con. Hàng này thì rung cực kỳ là mạnh luôn. Đấy, nó rung rất là mạnh thì các bác dùng nó rất là đã. Đó, có kèm cáp sạc các thứ đầy đủ hết cho các bác luôn. Đấy, về nhà mình chỉ việc sử dụng thôi. Con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em này. Đấy, đây. Các bác để cho em lên rung 6 cấp độ luôn. Đấy, này. Rất là mạnh luôn. Thì các bác có thể dùng để bát xa các cái bó cơ này, bắp tay bắp chân các bác này. Đấy, dùng rất là mạnh luôn nhá. Đấy, bác thấy không? Đấy, và dây của nó thì quận dây đồng, khi bật thì tắt, khi tắt bật thì giữ lì cho em. Còn con nào các bác nhận mà hay nó hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Hàng thì em bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày, các bác cứ sử dụng cho em trong vòng 10 ngày, lỗi em đổi mới cho bác. Đây, motor quấn bằng đồng hết này, động cơ không chổi than nhá. 170.000. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái găng tay làm vườn nhá. Nó có màu đen, màu xanh, màu ghi, nó có mấy màu như này. Các bác chuyên dùng để mình làm vườn, cuốc đất, nhặt cỏ, trồng rau rồi đa di năng luôn. Thì bên shop bán theo combo nhá. Các bác mua lẻ thì nó sẽ là 4 đôi là 5 đôi 40.000, còn mua một bịch này là 12 đôi là 70.000 thôi. 12 đôi là 70.000. Hàng thì cực kỳ là ôm luôn, chất liệu của nó là sợi của nó là sợi len và dệt của nó là nó dòng dệt 4D. Dệt 4D, dệt 5D cho nên nó cực kỳ là thoáng khí này. Có cái vần cao su non này các bác cầm nắm khỏi trơn trượt này. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, có thể dùng để mình làm găng tay đi ngoài trời mùa đông này cho nó khỏi rét này, khỏi băng giá này, hoặc là dùng trực tiếp để mình làm vườn, cuốc đất, nhặt cỏ, làm thợ cơ khí, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Một bịch như này bao gồm là 12 đôi nhá. 12 đôi là 70.000. 70k trên 12 đôi luôn. 70k trên 12 đôi nhá, 12 đôi. Đấy, còn lại là mua 5 đôi thì sẽ là 40k nhá. 40.000 trên 5 đôi. Đó, 5 đôi là 40.000. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con cặp lồng điện nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, thì nó sẽ có 2 tầng và có 4 cái âu như này. Bình thường nếu bây giờ các bác mua cho em một cái âu inox này, một cái âu inox sáng đẹp như này đã phải mất đi là vào khoảng là 3-40.000 cho một cái âu inox đẹp như này. Đấy, đẹp như này là phải 3-40.000. Thế mà đây bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 180.000 cho một cái bộ như này, bao gồm là 2 tầng nhá, 2 tầng có 4 khay tất cả này. 4 khay 2 tầng, dây cắm điện các thứ đầy đủ, công tắc tắt bật, dùng để nấu cơm, hấp cơm thì nói chung là đa di năng được hết luôn, rất là đẹp các bạn. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng, giá cực tốt luôn. Cái này nó có quai sách như này, các bác dùng để mình mang đi công tác, đi học, đi làm, đi các nơi đều được nhá. Rất là chắc chắn các bạn, cầm nó rất là chắc chắn luôn. Dung tích của nó là 2 lít và công suất là 200W nhá. Cắm cơm, nấu cơm các thứ đều ok hết này. Đây, đây là cái hình minh họa của nó này. Đấy. Cơm rồi ăn lẩu rồi nói chung là đun nấu canh kiếc đều được hết. Giá thì sẽ là 180.000. Lên xem là cặp lồng điện nhá, cặp lồng cắm điện trực tiếp luôn, cho nên bên em gọi nó là cặp lồng điện. Giá sẽ là 180k. Đó, bỏ tranh mấy cái món này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác Phương. Về cho bác cái nồi chiên ngập dầu nhá, nồi chiên ngập dầu. Đấy, hàng tráng đá như này. Hàng tráng đá này các bác này. Đấy, ba cái món này. Với lại cả cái hô chân luôn. Nồi chiên ngập dầu như này. Đấy. Một con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 trong cái nồi chiên ngập dầu như này. Con này rất là tiện các bác chiên nem này, chiên tôm này, nói chung là các cái dòng mà cần phải chiên ngập dầu, khoai tây với điếc chiên ngập dầu thì các bác đổ vào đây cho em. Đấy, đường kính của nó là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Đấy, tráng đá chống dính, đường kính 20 cm. Đấy, cái vỏ của nó đây các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, đường kính 20 cm nhá. Đấy, lên cho em là chảo ngập dầu, chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu, chảo chiên ngập dầu, ngập dầu giá sẽ là 100k thôi. 100.000 cho một em như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng, giá siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, bộ này bao gồm 5 cái. Đấy, có nắp hết nhá, cái nào cũng có nắp của cái đấy luôn. Đấy, một cứ một khay một nắp nhá, một khay một nắp. Con to nhất thì đường kính vào khoảng là 18-20 cm. Đấy, còn con nhỏ nhất thì đường kính vào khoảng là 10 cm. Đấy, thì hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Về các bác có thể đựng thực phẩm, đựng thức ăn vào đây rất là ok luôn nhá. Đấy. Thì khay nào nắp đấy, cứ khay nào nắp đấy, nó sẽ có cho các bác là 5 khay. 5 cái khay luôn. Đó, các bác đậy như này. Mình bỏ đồ ăn sống, đồ ăn chín bỏ vào tủ lạnh. Đấy, kích thước của nó thì từ 18 đến 10 cm. 18, 16, 14, 12, 10, 5 cái nhá. Bộ 5 khay inox siêu mỏng này. 5 khay inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá, 50.000. 50.000 cho 5 khay inox siêu mỏng như này. Tính ra chỉ có 10.000 chiếc thôi. Giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái củ sạc đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một cái củ sạc điện thoại đa di năng như này. Đấy, bao gồm là dây cắm và một cái củ như này. Nó sẽ có cho các bác là hai chân tai C và hai chân sạc nhanh của USB. Đấy, các bác dùng để mình có thể là sạc đa di năng. Đấy, sạc cắm sạc cho các loại điện thoại. Dòng này thì công suất là 20W của iPhone 14 Pro Max này. Giá sẽ là 80.000 nhá. Bỏ cho anh kia mài ba khe. 80k. Lên cho em là củ sạc đa năng.
củ sạc đa năng giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mài dao. Thì đầu tiên nó sẽ là một con mài đầu bếp này. Hàng này nó sẽ là hàng rẻ. Giá thì chỉ có 40.000 thôi nhưng mà mài cũng rất là ngon luôn. 1 2 3. Đấy, nó sẽ có 3 khe như này, các bác mài từ số 1 đến số 3 cho em. Các bác cứ kéo đi kéo lại như này cho em từ 5 đến 10 lần cho một bên, một lỗ. Đấy là sẽ có 3 cái khe này là các bác kéo đi kéo lại cho em là dao nó sẽ bén thôi. Giá thì sẽ là con mài đầu bếp, thì con này lên cho em là mài đầu bếp nhá, mài đầu bếp. Mài đầu bếp, con này chuyên dùng cho đầu bếp mà. Mài đầu bếp giá sẽ là 40k một chiếc, 40.000. Còn bên shop sẽ có cho các bác một con mài cao cấp hơn. Thì con này các bác lên cho em là mài ba khe. Đấy, mài ba khe. Đấy, hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Đó, con này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật và giá sẽ là 130.000. Lên cho em là mài ba khe đỏ nhá, mài ba khe đỏ. Giá sẽ là 130k nhá, 130k. 130.000 cho mấy em mài ba khe đỏ như này. 130.000. Katashiwa Made in Japan cũng có ba cái đường mài như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái con máy mài dao. Máy mài dao đây. Thì đây nó sẽ là một con máy mài dao để các bác chuyên để mình mài dao bằng máy, nó rất là tiện. Đấy, cắm điện này cho em, bật công tác lên. Có cả máy mài nhá, cái viên đá này nó xoay và đưa dao vào khe này, còn kéo thì các bác đưa vào cái khe trên này kia. Và đây là mài bằng viên đá. Con này thì giá sẽ là 80.000 thôi. 80.000 cho một con máy mài dao như này. Rất tiện luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm con máy mài dao này thì sẽ là 80k nhá. Con này dùng bằng máy nên là lên theo là máy mài dao. Cái chai xịt chống hôi chân 35.000 một chai. Đấy, thì nó sẽ là thuộc cái dạng 35.000 nhá. Đó, thì các bác xịt trực tiếp lên phần chân này, hoặc là giày tất các bác bị hôi thì các bác xịt trực tiếp lên tia. Đấy, ví dụ như là bàn chân này. Đấy, các bác xịt trực tiếp lên tia. Giày tất hôi các bác xịt trực tiếp lên cho em. Đấy, thì nó sẽ khử khuẩn này. Đấy, và đánh tan các cái mùi hôi chân rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp. Lên cho em là xịt hôi chân 35k. Xịt hôi chân giá sẽ là 35.000 các bạn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con lọc rác inox này. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Đó, đây nó chính là con này các bạn này. Đấy. Thì con này khi mà các bác dùng ấy nó sẽ không bị tắc. Đấy, nó không bị tắc thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k nhá. 15k cho một con lọc rác inox như này. Đấy. Khi mà các bác dùng con lọc rác truyền thống thì nó hay bị tắc và rác nó sẽ động cặn lại đây. Mọi người lọc rác buồn là bát tiện lợi ạ. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Đấy, đây, nước nó chảy rất nhanh, không tắc, không bị động bẩn và lấy ra vệ sinh cũng rất là dễ. 15.000 cho cái lọc rác inox như này. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về các mã hàng. Em lại lên video trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ giới thiệu nhanh tại vì các cái mã hàng này thì bên em cũng vẫn đang bán thường xuyên rồi, cho nên là em sẽ giới thiệu cơ bản là nhanh thôi để cho các bác nắm được nhá. Cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái ổ điện xanh. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em là ổ xanh nhá. Giá của nó sẽ là 55k. Đó, trước tiên là giá là 55.000. Tiếp theo đó là con này thì nó sẽ có cho bác là 6 ổ cắm này, 3 chân USB này. Dây thì nó sẽ dài cho các bác tầm khoảng là trên 1 mét nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Có đèn báo, có công tắc đóng ngắt đàng hoàng. Đây em sẽ cắm trực tiếp cho các bác xem. Dây thì nó sẽ dài và tầm khoảng 1 mét đi. Đó, đây có đèn báo đây các bạn, đèn báo sáng này, tắt đi này. Đấy, có đèn báo sáng cho các bác luôn nhá. Đấy. Thì con này của nó sẽ là 1 2 3 4 5 6 ổ cắm này. Đây, bật lên có đèn đỏ này, 3 chân USB nhá. Đó. Con này thì sẽ là 55.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu dây sạc này. Thì đầu tiên nó sẽ là con sạc béo này. Con sạc béo này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con sạc béo như này. Chiều dài của nó thì từ khoảng 90 đến 1 mét và nó sẽ có 3 chân sạc như này nhá. Đấy thì về nhà các bác có thể mua cùng cái ổ xanh này mình dùng để mình sạc luôn này. Đấy, cắm sạc hoặc chạy các cái thiết bị rất là ok này. Đấy. Và con sạc béo này thì nó sẽ có đèn báo ở đầu này nhá. Có đèn báo ở đầu này các bác này. Đấy, có đèn báo ở đầu như này. Và con này thì giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Đấy. Còn tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một con sạc gầy này.
Con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30.000. Đấy, thì con sạc dày này của nó thì nó sẽ là sợi dù, còn con sạc béo này thì nó sẽ là thuộc cái dạng là sợi cao su non nhá, thuộc dạng cao su non. Đấy, thì nó sẽ có hai mẫu như này. Đấy, hai mẫu như này các bác này. Đấy. Và chiều dài của nó thì nó tương đương nhau vào khoảng từ 90 cm đến 1 m nhá. Đấy, từ 90 cm đến 1 m. Thì các bác con này lên cho em là sạc béo nhá. Con sạc béo này sẽ là 50k nhá. Đấy. Con sạc béo này là 50k này. Đó, 50k. Đó, con này sẽ là 50k. Còn con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho con sạc gầy như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy lau giày này. Đấy, cái giấy lau giày này thì một bịch này của nó thì được khoảng tầm là 30 cái nhá, tầm khoảng 30 cái. Cái này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng lướt qua nhanh thôi. Đấy, đây. Lướt qua nhanh thì các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 20.000 cho một bịch như này và bên shop bán là 50.000 ba bịch nhá. Đây. Đấy, ví dụ như cái dép của em nó đang bẩn như này này, đấy đang bẩn này. Các bác đưa vào các bác tẩy đi này. Đấy, đưa vào tẩy đi. Cầm cho anh cái rẻ đây nào. Đấy. Các bác đưa vào các bác đánh đi cho em. Đó. Đánh đi cho em như này. Đó. Trực quan sinh động luôn các bác nhá. Đấy, trực quan sinh động luôn. Đấy, thì nói chung là nó sẽ không được sạch như mới nhưng mà nó cũng phải tới 80-90% các bác nhá. Đấy, nôm na là như vậy chứ còn các bác khi mà đã đi nó đã bẩn vào rồi thì khó có thể mà là sạch như mới được. Đấy, nhưng mà cái này thì nó sẽ có sẵn xà bông rồi các cái chất tẩy thì nó sẽ giúp cho các bác tẩy sạch luôn. Đấy, mùi thì lại rất là thơm và dễ chịu nhá. Đấy, thì các bác đưa vào các bác tẩy đi cho em. Nếu có thời gian thì các bác cứ để như này cho nó thấm vào một lúc tầm 3-5 phút. Sau đó đây các bác lau đi cho em. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, nó sẽ rất là khác biệt luôn nhá. Đây. Đấy bác theo không đây, rất là sạch luôn các bạn này. Đấy, sạch. Rất sạch luôn. Đó thì đây. Đây nó sẽ là hai bên các bạn này. Đấy các bác theo. Đây, khác biệt hoàn toàn luôn. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một bịch như này, 20.000 bịch nhá. Và sẽ là 50.000 ba bịch. Đây mã giúp cho em đó là giấy lau giày nhá, sẽ là 20k trên một bịch như này và 50.000 cho ba bịch nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy. Có kèm sẵn pin rồi. Về nhà thì các bác chỉ việc là lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Đấy. Và con này nó cũng có chức năng trừ bì luôn, lắp pin vào đây cho em. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000. Lên cho em là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50k. Các bác dùng trong nhà bếp các thứ thì rất là ok nhá. Lên cho em là cân 5, giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái cân 5 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá. Nên em là chảo chiên ngập dầu thì đây nó sẽ là một con chảo kèm với các bác một cái dàn để các bác để đồ ăn như này. Đấy thì các bác chiên rán nem rồi các cái loại thực phẩm đều ok hết nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Hàng nội địa của Nhật đường kính của nó sẽ là 20 cm. Đấy các bác này, đấy, đường kính của nó là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Có tráng đá chống dính nhá. Con này có tráng đá chống dính cho bác luôn. Thì các bác cứ cho ngập dầu vào đây sau đó thì mình chiên nhá, đường kính của nó là 20 cm. Con này thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu, giá sẽ là 100k. Đó, chảo chiên ngập dầu này. Chảo ngập dầu. Chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, chảo chiên ngập dầu giá của nó sẽ là 100k cho con chảo chiên ngập dầu này nhá, 100.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đấy thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Nó sẽ là 90.000 cho một con máy đọc thẻ như này. Các bác mua về cho các em nó sử dụng trực tiếp luôn, nó rất là tiện. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác là rất nhiều các cái thẻ, có tới cho các bác là hơn 200 chiếc luôn. Đấy, với các cái chủ đề, các cái câu hỏi khác nhau. Đó, các cái chủ đề, các ngôn ngữ khác nhau. Các bác bật cái phím nguồn này lên cho em này. Bật phím nguồn này lên này. Đấy. Bật phím nguồn này lên. Sau đó thì các bác lắp thẻ vào là nó sử dụng thôi. Đấy. Đây. Có to nhỏ hết các bác nhá. Đây và có chân sạc đây. Nó chạy bằng pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy rất là đẹp luôn. Đấy thì con này nó rất là tiện nhá, rất là tiện luôn. Con này hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy sạc pin vào cho em. Đấy có những cái con mà nó sẽ là để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Con này thì giá chỉ có 90.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này thôi. 90k nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là song ngữ cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác cho các em bé nhà mình luyện tập nhá, luyện tập rồi vừa vui chơi vừa giải trí luôn. Đây các bác này. Đấy. Xin chào đấy. Các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, thì các bác bắt đầu bật lên cho em này. Bật lên cho em sau đó thì bắt đầu mình cho thẻ vào này. Đấy. Đây thì nó sẽ có cho các bác là tới 112 cái thẻ luôn. Bố. Father. Đấy, tiếng Anh nhá, cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn nhá. Mẹ. Mother. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Đó, đây. Màu sắc này. Màu cam. Orange.
Đấy, thì đầy đủ cho các bác tiếng Anh, tiếng Việt, rồi các cái dòng ngôn ngữ và các cái chủ đề khác nhau để cho các bác, cho các em nó thỏa sức vui chơi, sáng tạo và lựa chọn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con máy đọc thẻ như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k. Thì con này rất là tiện và bổ ích để cho các bác, cho các em nó chơi tránh xa điện thoại, máy tính bảng. Đấy, và nó cũng vẫn là một cái dòng đồ chơi công nghệ rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ này, giá sẽ là 90k cho con máy đọc thẻ như này. Đó. Cái này để đứng nó lên Minh, để xong là để đổ đồ vào rồi nó vỡ. Cái đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác tiếp tục cái dòng đũa Nhật nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Hãy lên xem là đũa Nhật, giá của nó thì sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Một vỉ của nó thì 10 đôi như này. Đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc và chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, 200 độ C này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Chống vi khuẩn, chống nấm mốc này. Con này các bác dùng thì dùng cho em từ 3 đến 5 năm thoải mái luôn, không lo hề hấn gì các bác nhá. Đây, kháng khuẩn lên tới 99%, chịu được nhiệt độ là 200 độ C, được làm từ sợi thủy tinh. Lên cho em là đũa Nhật nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k cho một bịch đũa Nhật như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá, cam mô hình. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái con cam, nó là một cái đèn thôi, nó là một cái đèn năng lượng mặt trời nhưng mà nó sẽ là giả cam. Đấy, thì nó rất là tiện đây. Đấy, và các bác sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác có sẵn đầu đấu rồi, các bác đấu lên cho em là xong. Đó, có sẵn đầu đấu rồi các bác nhá, các bác chỉ cần đấu lên cho em là xong. Đấy, con này thì nó hết pin rồi, hết pin thì về nhà các bác chỉ cần để ra ngoài ánh sáng là pin nó sẽ lại lên thôi. Đấy, tại vì là cái này thì để lâu nó sẽ hết cái pin năng lượng các bác, nó chạy bằng pin năng lượng mà. Đó, thì về nhà các bác để ra ngoài sáng cho em là ok, là nó sẽ lại có pin thôi. Đó. Đây các bác này, đấy đấy nhá. Thì con này nó là dòng cảm biến các bác, ban đêm thì nó sẽ lên và ban ngày thì nó sẽ tự tắt nhá. Đây, đây ví dụ như em che cái tấm pin này đi là nó sẽ lên này các bác này. Đấy, đây. Nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Nói chung là cũng rất là sáng luôn, thì các bác có thể dùng thoải mái này. Đấy, đây các bác thấy không, em che tấm pin này nó sẽ lên này. Đấy, tức là ban đêm là khi mà mặt trời nó không còn sáng nữa thì cái tấm pin này nó sẽ bị tối là nó sẽ lên. Còn ban ngày thì nó sẽ hấp thụ ánh sáng để nó sạc pin. Thì nó rất là tiện này các bác nhá. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Con này thì giá chỉ có 100k thôi nhá. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, giá rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó. Thì các bác có thể mua về mình sử dụng. Vừa là làm một chiếc cam bình thường, vừa là để lấy ánh sáng luôn. Đó, đây. Về nhà các bác lắp đặt lên thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, lắp đặt lên. Đấy, nó là cảm biến. Các bác có thể dùng điều khiển hoặc có người đi qua thì nó sẽ sáng này. Đấy, lên cho em là cam mô hình nhá. Cam mô hình. Giá sẽ là cam mô hình này. Giá sẽ là 100k nhé, 100k cho con cam mô hình như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhé, bàn là hơi nước mini. Thì đây nó sẽ là một con bàn là rất là nhỏ gọn luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là quần áo này, mang đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm đều được hết nhá. Đấy, và các bác tháo cái này ra để mình châm nước vào đây cho em. Châm nước vào cái cán này, sau đó thì các bác lại lắp vào cho em. Đấy, và mình nhấp này, nước nó sẽ ra này. Đấy, con này sử dụng điện 220, mâm rất là dày luôn và nóng siêu nhanh luôn nhá. Thì nó rất là tiện. Nói chung là dùng con này thì miễn chê luôn các bạn, miễn chê luôn. Đó, nóng nhanh, rất là ngon và nhỏ gọn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 15-17cm và có thể gấp gọn này. Các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini này, hơi nước mini. Giá sẽ là 135k nhá, 135k cho một em bàn là hơi nước mini như này. Thì con này khá là tuyệt vời và tiện dụng cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình luôn. Đấy rồi, ok. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 để ship nhé. Bên em ship code toàn quốc. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác kia. Khóa Đức nhá, khóa Đức này, khóa đồng Đức, hàng made in Germany đây, made in Germany, chữ khắc chìm luôn. Đấy. Và bao gồm cho các bác là 4 chìa. Dòng này thì nó là chống trộm, chống cắt cho nên các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 160.000 cho một con khóa Đức như này các nhá. 160.000, hàng 4 chìa. Con này thì bao chống trộm, chống cắt, chống bẻ khóa các kiểu con này đều được luôn. Đấy. Dòng này thì chống trộm, chống cắt, chống bẻ khóa được hết cho các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ rất là tiện ích cho các bác khi mà mình
sử dụng xong cái khóa cổng khóa cửa và có 4 chìa, các bác có thể chia nhau ra mỗi người một chìa. Và khóa của nó là dòng khóa tròn như này thì Việt Nam chưa có phôi để làm giả chìa được các bác nhá. Đấy. Và cái khóa tròn này thì rất là tiện ích và an toàn để cho các bác sử dụng, và thân của nó được đều bảo vệ như này. Đấy. Khóa bằng đồng, chống nắng mưa rất là tốt nhá, và khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ rất là an toàn, chống trộm, chống cát, rồi chống các cái loại xâm nhập đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác combo một cái hộp ổ khóa Đức này, giá sẽ là 150.000 nhá. 100 bao nhiêu? 130.000 nhá. Đấy, đặt này về cho bác giá rất là tốt luôn. Lên cho em là khóa Đức nhá, khóa Đức này. Đấy. Khóa đồng Đức này, khóa đồng Đức giá sẽ là 130k nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn chải điện nhá. Đây nó sẽ là một con bàn chải rất là tiện dụng luôn. Đấy. Giá chỉ có 60.000 thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là một thân bàn chải như này, một thân bàn chải như này. Đấy, một thân bằng điện như này. Kèm thêm cho các bác là sẽ có cho các bác là 4 đầu bàn chải như này. Tính ra các bác đi mua cái bàn chải này đã phải mất 20-30.000 rồi. Thế mà đây kèm cho các bác 4 đầu bàn chải, một thân máy như này, một dây sạc, mà giá cũng chỉ có cho các bác là 60.000 thôi, tức là các bác được không cái máy này rồi. Đấy. Và về thì các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, sạc pin vào cho em. Có thể là nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Lắp vào là mình dùng thôi các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có công tắc này. Đấy, có 6 chế độ này, 1 2 3 4 5 chế độ như này. Chế độ làm sạch, chế độ làm trắng răng, rồi chế độ chống viêm níu, viêm lợi các thứ này các bác này. Đây các bác này. Tần suất dùng của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút các bác nhá. Dùng rất là mạnh luôn, thì các bác có thể dùng để mình vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Đấy. Giữ lì này nó sẽ tắt các bác này. Đấy, giữ lì này nó sẽ bật tắt nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Kèm thêm cho các bác là một thân máy này, một thân máy, 4 đầu bàn chải và một cáp sạc nhá. Một thân máy, 4 đầu bàn chải, 1 cáp sạc. Một lần sạc các bác có thể dùng thoải mái cho em. Dùng thoải mái cho em từ 3 đến một thân máy các bác dùng thoải mái cho em từ 5 đến 7 ngày nhá. Nói chung là dùng từ 7 đến 10 ngày thoải mái luôn, từ 7 đến 10 ngày thoải mái. Đấy, 1 tháng các bác chỉ cần sạc cho em là 2 đến 3 lần là ok. Đó, lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện nhá. Bàn chải điện này. Bàn chải điện giá sẽ là 60k cho một cái bộ bàn chải điện như này, 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, bình nhiệt quân đội Mỹ. Bên shop về thì nó sẽ có màu inox này, màu xanh, màu đen và màu xanh quân đội nhá. Đấy, màu đỏ, màu xanh quân đội. Đây, màu này nó sẽ là màu xanh quân đội này. Màu xanh quân đội này thì giá sẽ là 190.000 nhá. Dung tích của nó là 1,5 lít nhá, 1,5 lít. Hàng này thì bao giữ nóng giữ lạnh cho bác luôn, giữ nóng giữ lạnh rất là tốt luôn các bác này. Đấy, có lưới lọc này nhá, có lưới lọc các bác có thể pha trà, pha cà phê. Hàng inox 304, su 304 nhá, su 304 bên trong này. Đấy, su 304 rất là ngon luôn, có lẫy lọc các thứ đàng hoàng. Có giòn nhá, và cái này nó sẽ là một cái nắp để cho các bác dùng làm cốc uống nước luôn. Đấy. Thì một con bình như này, hàng của quân đội Mỹ nhá, bình giữ nhiệt quân đội Mỹ, nó sẽ có cho các bác là 4 màu này. Màu inox này, màu inox, màu xanh quân đội này thì sẽ là 190.000, màu inox là 100 màu inox sẽ là 107 nhá. Màu inox 107, màu xanh đen thì cũng là 107 luôn, màu xanh đen. Màu xanh đen này cũng là 107 nhá, chỉ có riêng cái màu xanh quân đội thì giá sẽ là 109 thôi các bác nhá. Đấy, còn có cả màu đỏ nhá. Đấy. Thì nó cơ bản là có màu màu xanh đen này, đấy hoặc màu đen, màu này là màu đen chứ không phải màu xanh đen đâu. Màu xanh đen. Đấy, màu này thì hơi xanh xanh một tí, màu xanh đen này, màu inox này. Đấy, màu xanh quân đội. Xanh quân đội này là 190 nhá các bác nhá. 190 này. Hàng giữ lạnh 36 tiếng, giữ nóng 24 giờ nhá. Có giòn nắp các thứ đàng hoàng. Rất tuyệt vời luôn các bác. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Tết nhất đến nơi rồi. Các bác chế biến thực phẩm thức ăn thì dùng cái găng tay này cho em nó cũng rất là tiện. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới cô bác anh chị cái giá rất là hợp lý thôi. Một cái hộp găng tay thức ăn như này mà cái giá chỉ có cho các bác là 25.000 một hộp thôi. 25.000 một hộp nhá. Cái này thì các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn và chế biến đồ ăn cũng như là làm vệ sinh cũng rất là tốt luôn. Chất liệu của nó thì nó khá là dai nhá, khá là dai luôn. Đấy. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đều đi vừa hết các bác nhá. Đấy, vừa hết. Và nó rất là dai các bác. Đấy, nó dai lắm thì khi các bác dùng nó rất là đã. Đấy, đây. Tay to, tay nhỏ này, em tay đàn ông đi rất là vừa này các bác này. Đấy. Tay phụ nữ đi cũng rất là vừa luôn. Đấy. Và nó siêu dai luôn các bác này. Đấy, siêu dai như này. Thì khi mà các bác sử dụng ấy thì không lo nó bị đứt nhá. Các bác có thể dùng để bóp thực phẩm, bóp thức ăn, làm nem, làm nộm, rồi nói chung là dọn dẹp vệ sinh cũng rất là ok thôi. Đấy, nó rất là dai này. Đấy. Hàng siêu mềm, siêu dai luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá. Một hộp này của nó sẽ là từ 80 đến 100 cái.
lên cho em là gang tay thức ăn nhá, gang tay thức ăn. Đó, gang tay thức ăn giá sẽ là 25k trên một hộp nha, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia giấy lau giày nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi, các bác đi giày đi dép cần phải vệ sinh thì các bác dùng con này cho em. Rất là tiện này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái giấy mà nó sẽ có tẩm sẵn cái xà bông và các cái dung dịch để mình tẩy rửa rồi. Thì các bác chỉ cần là đây. Đấy, ví dụ như cái dép này của em nó đang bẩn này, về nhà các bác đánh kỳ cọ đi cho em này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ có xà bông lên như này, có xà bông như này nhá. Đấy. Các bác trông chưa? Đấy, bẩn như này mà em đánh một tí là nó sẽ sạch luôn. Đấy, các bác chỉ cần đánh qua như này, sau đó thì mình lấy mình lấy cái rẻ mình lau khô đi cho em là xong nhá. Đấy, đây. Em đánh cho các bác xem này. Đấy. Mục xả thị luôn các bác nhá, không cần phải cái đấy lau làm sao. Ngoài đây. Đấy, các bác chỉ cần lau khô đi cho em là xong nhá, lau khô đi. Đấy, thì các bác dùng để mình đánh giày đánh dép nó rất là tiện. Và giá thì sẽ là 20.000 các bạn. 20.000 cho một cái 20.000 cho một cái bịch như này nhá, một bịch như này. Đấy, thì lên cho em là giấy lau giày giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k trong cái bịch lấy giấy lau giày như này. Và các bác mua từ 3 cái 3 bịch thì sẽ là 50.000 đây các bạn này. Đấy, các bạn đây em lau khô đi cho bác xem này. Đấy. Trực quan sinh động luôn nhá. Đây, bên này chưa lau là đen xì này. Đấy, bên này chưa lau đen xì luôn, bên này lau rồi lại đỏ như mới luôn các bạn này. Đấy, như mới luôn nhá. Đây. Đấy, đen xì bẩn thỉu nhá, lau đi phát như mới luôn các bạn này. Như mới luôn. Đấy các bạn thấy không? Giày dép rồi nói chung là đồ da, đồ vải các bác lau được hết, nó rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 20.000 thôi. 20.000 một bịch như này và mua từ 3 bịch sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên đã giúp cho em là máy đo huyết áp nhá. Con này thì rất là tiện dụng rồi. Giá chỉ có 260.000 thôi. Nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua thì con này nó sẽ bán cho các bác từ 4 đến 500.000, nhưng bên shop bán cho các bác cái giá rất là yêu thương để gửi tới các bác để kiểm tra sức khỏe nhá. Con này thì các bác dùng để đo huyết áp, đo nhịp tim. Đo huyết áp, đo nhịp tim rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Đấy, combo cho bác như này, hướng dẫn hết trước đầy đủ luôn. Đó, giá chỉ có 240.000 cho một cái 260.000 trong cái máy đo huyết áp này thôi. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k cho một con máy đo huyết áp như này. 260.000 các bác nhá. Đấy, rất là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là cầm cho anh cái bịch táo đây. Nó sẽ là một cái hàng để các bác dùng trong ngày Tết nhá, mang đi cho biếu tặng làm quà ngày Tết rất là tiện luôn. Hàng này thì nó sẽ là một cái bịch nho, nho của Hàn Quốc nhá, nho của Hàn Quốc này, nho khô Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho bịch nho khô Hàn Quốc này. 90.000 cho bịch nho khô Hàn Quốc như này nhá. Đấy. Thì con này cân nặng của nó thì từ 7 lạng đến 1 cân, từ 7 lạng đến 1 cân, em cũng không có cân nhưng không chính xác là bao nhiêu đâu. Đấy, nhưng mà hạt nho này, đấy, đều đẹp luôn các bác nhá. Hạt nho đều đẹp và màu là màu tự nhiên, không có phẩm màu nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng liên kết giữa tập đoàn Samsung này, tập đoàn Samsung và các cái tập đoàn lớn của Hàn Quốc để sản xuất nhá. Và đóng gói cũng rất là Hàn Quốc luôn, rất đẹp này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà và mang đi Tết rất là lịch sự đây. Tập đoàn Samsung này. Đấy, lên cho em đó là nho khô nhá. Giá sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này, đựng trong một cái hộp này rất đẹp, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà đi Tết này, nho khô này. Tiếp theo thì bên shop về cái táo khô nhá. Táo khô này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Cân nặng của nó thì từ 8 lạng đến 1 cân. Giá sẽ là 100k cho một cái bịch táo khô như này, 100k nhá. 100k cho bịch táo khô như này. Cái này thì các bác có thể mua để cho này, biếu tặng làm quà này, hoặc là các bác có thể mua để mình sử dụng như là xăng nước, hãm nước uống này, ngâm rượu này, hoặc là làm thuốc rất là ok. Đấy, hoặc là hầm xương, hầm gà, hầm vịt cũng ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái bịch táo khô như này, giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, táo khô 100.000. Các bác có thể mua để làm quà Tết rất là ok và rất là tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, rất là ok, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Ấm pha trà. Con này thì lô này về nó sẽ là màu trắng này, màu trắng rất là đẹp luôn. Đấy, một cái màu trắng rất là nhẹ nhàng. Đấy, rất nhẹ nhàng thanh thoát nhá. Đó. Giá thì chỉ có 110.000 cho một con ấm pha trà này thôi. Các bác xoáy cái nắp ra cho em này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là inox 316 này. Inox 316 các bác dùng thực phẩm thức ăn là ok. Đó, và đây nó sẽ có một cái lưới lọc như này. Các bác dùng pha trà, pha cà phê, hãm trà hãm trước đều ok hết nhá. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện các bác, pha trà, hãm trà rồi nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đấy, và cái giá thì chỉ có 110.000 thôi. Dung tích nó là 1 lít nhá. Nắp xoáy này các bác dùng là lúc nào rót thì các bác mình ấn cái lẫy này xuống cho em. Đó, dung tích 1 lít. Đế lót có lót cao su để trên bàn chống trơn trượt, chống xước bàn, nói chung là hàng rất là tiện ích luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật này. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Dung tích 1 lít. Đó, đây, dung tích của nó là 1 lít này. Đấy, dung tích 1 lít. Giá thì bên shop chiều cao là 65 sen nhá. Thông số đầy đủ luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá. Ấm pha
trà. Lô này về thì sẽ là màu trắng nhá. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Có lô về màu trắng, có lô về màu đen đấy, thì hoặc màu đỏ, thì nói chung là bên em sẽ gửi màu thì bên em sẽ tư vấn cho các bác. Hello, chào các bác, quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục cập nhật các mẫu hàng, liên tục lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Chào các bác nhá, nay thì bên em có hai mã hàng thanh lý cho các bác, giá cực kỳ tốt luôn. Con quạt cổ này em đang bán là 100.000 đấy. Thì đợt này thanh lý nốt cho các bác giá chỉ có 30.000 thôi các bác nhá. 30.000 thôi. Thanh lý cho các bác cái giá tốt một tí. Đấy, để các bác nào nhanh thì mua được hàng các bác nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác sạc pin và là sử dụng bình thường thôi. Đấy, nó đang bị dạng như là hết pin đấy các bác. Về nhà các bác sạc pin vào cho em. Nó có kèm cho các bác một cáp sạc. Con này thì các bác mua về để sang mùa hè các bác dùng. Lên mã giúp em đó là quạt cổ nhá. Em còn một chiếc nữa bán thanh lý nốt cho bác. Đấy, đang bán là 90.000 đấy. Thanh lý cho bác giá chỉ còn 30.000 trong cái quạt cổ như này này. Tiếp theo thì em còn cái quạt phun xương nhá. Đây nó sẽ là một cái quạt phun xương như này. Về nhà các bác đổ nước vào đây cho em. Đổ nước vào đây là cái hơi ẩm nó sẽ chảy xuống đây. Và con này thì về có cắm cái chân sạc điện thoại nhà mình nhá. Đấy, em cũng còn một con nữa. Con này đang bán là 100.000. Đấy, 100.000. 150 đến 160 đấy. Đấy, đợt này thanh lý nốt cho bác giá chỉ còn là 60.000 thôi. 60.000 cho một con các bác lên cho em là quạt hút ẩm nhá, quạt hút ẩm. Đấy. Quạt hút ẩm và quạt phun xương được. Em chỉ còn có một cái thôi, thanh lý nốt cho bác giá là 60.000. Đó. Đây là hai cái mã thanh lý bên em. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt chuột nhá, xịt chuột. Con này thì nó chuyên để nó là dòng thuốc sinh học của Nhật, cực kỳ an toàn luôn, made in Japan này. Đó. Chuyên để các bác xịt chuột. Đấy, xịt chuột. Con này thì chuyên đuổi chuột cực kỳ là tốt luôn. Đó. Lên cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá, xịt đuổi chuột vĩnh viễn. Đó, con này thì sản phẩm của nó bán thì là số 1 của Nhật Bản rồi. Đó. Đây, bên Nhật thì nó chuyên dùng trong các thành phố lớn này, nhiều các loại chuột to này. Đấy. Chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé đều là diệt được hết các bác nhá. Đấy. Các bác cứ xịt vào các cái khu vực nào mà chuột nó hay đi lại hay trú ẩn là nó sẽ bỏ đi hết luôn các bác nhá. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật này, made in Japan các bác này. Đấy. Giá thì sẽ là 35.000 cho một chai xịt chuột như này nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái chai xịt con này thì các bác lên cho em là xịt kiến dán nhá. Đấy, xịt kiến dán, xịt muỗi. Muỗi là chủ yếu nhá. Con này thì chủ yếu vẫn là muỗi. Ngoài ra thì nó sẽ xịt được cả kiến cả dán luôn, nhưng mà chủ chốt thì vẫn là muỗi nhá. Đấy, muỗi kiến dán. Thì các bác lên cho em là chai xịt muỗi nhá, lên cho em là xịt muỗi. Con này nó cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Đó. Lên cho em là xịt muỗi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó là 40.000 cho một chai xịt muỗi như này. Đó, 40.000 cho một chai. Con này thì các bác có thể xịt muỗi này, kiến này, dán này đều được hết, nhưng mà chủ chốt của nó vẫn là muỗi đây. Đó, thì các bác cứ xịt là muỗi nó sẽ chết luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lục giác nhá. Đấy. Bộ lục giác nhá, các bác lên cho em là bộ lục giác 7 màu, giá thì có 90.000 thôi. Hàng của Nhật đây, made in Japan này các bác này. Đó, made in Japan. Hàng của thương hiệu Tajima nhá, Tajima, made in Japan như này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đó. Về nhà thì các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó là lục giác bi 7 màu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cây tất cả nhá. Đấy, 9 cây tất cả. Các bác có thể dùng hai đầu này đều được nhá. Đấy, dùng đầu bi này cũng được mà dùng cái đầu vuông này cũng được. Đó. Hai đầu lục giác bi 7 màu như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một 90.000 cho một cái bộ lục giác bi 7 màu như này thôi. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt rồi. Lên mã giúp cho em là lục giác 7 màu nhá. Lục giác 7 màu giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hoa thị nhá. Đấy. Con hoa thị này thì hoa thị này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 60.000 nhá, 60.000 cho cái bộ hoa thị như này các bác nhá. Đấy. Bộ này thì nó sẽ là vít hoa thị như này các bác này. Đấy, các cái đầu hoa thị như này, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, và các bác chỉ về việc sử dụng thôi. 2 4 6 8 cũng 9 cây luôn nhá. Cũng 9 cây hoa thị như này. Đấy, cái này thì chuyên dùng cho vít hoa thị nhá, vít hoa thị. Giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó. Hàng cũng là hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn.
chỉ có 60k cho một cái bộ vít hoa thị như này. Các bác lên cho em là vít hoa thị nhá, vít hoa thị này. Hoa thị giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái bộ vít hoa thị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ, các bác lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Đây, khẩu 12 chi tiết, đây là một cái bộ rất là nhiều chi tiết. Nó có tới 10 đầu khẩu như này, một tay công và một tay nối dài. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 160.000 cho một cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 10 đầu khẩu từ 8 đến 24 nhá, 10 đầu khẩu từ 8 đến 24. Các bác có thể dùng trực tiếp cho em này, dùng trực tiếp này. Đấy, trực tiếp thì mình chỉ cần lắp vào này cho em là xong này. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều này. Hoặc các bác có thể dùng qua cái con nối dài này cho em này. Đấy. Qua con nối dài này cũng ok. Đó. Dùng qua con nối dài này cũng rất là ok luôn nhá. Đó, đây. Đấy, thì các bác có thể dùng qua con nối dài này cũng được. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là 10 đầu khẩu từ 8 đến 24 nhá. Đó. Có xoáy nhanh, có đảo chiều, dùng này nó rất là thích. Bây giờ các bác ra ngoài mua một cái con công lẻ như này thôi. Mua một con công lẻ như này cũng phải mất đi tầm khoảng là 100.000 rồi, 100 đến 120.000. Đấy, mà không được hàng xịn, hàng chất lượng như này đâu. Thế mà đây combo cho bác một bộ như này bao gồm là 10 đầu khẩu luôn từ 8 đến 24 này. Đấy, chất liệu của nó là thép CRV nhá, thép CRV cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện, rất chất lượng, hàng cao cấp của Nhật nhá. Lên cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12. Giá thì chỉ có cho các bác là khẩu 12 này, khẩu 12 160k thôi. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn. Rất là hạt rẻ nhá, 160.000 cho bộ khẩu 12 chi tiết như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đấy, mùa bắt đầu sang mùa đông này thì các bác hay bị đau xương khớp, đau mỏi vai, gáy, đau cốt, đau sống, cột sống này, thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dầu nóng Hàn Quốc nhá. Đây, chuyên trị đau cột sống này, bắp cổ vai, gáy, rồi bắp tay bắp chân này. Đấy, ở đây nó sẽ có một con lăn như này. Các bác massage, các bác lăn này cho em, sau đó thì mình bôi cái dầu nóng Hàn Quốc này vào. Đấy, rất là nóng luôn nhá, rất là nóng luôn. Đó. Thì khi các bác bôi vào nha, sẽ giúp làm nóng cơ thể nha, làm nóng các cái phần cơ bắp của mình. Đó, đây, các bác bôi vào cho em. Bôi vào sau đó thì các bác massage đều nhá. Nó sẽ giúp làm nóng rất là tốt luôn nhá. Đấy, làm nóng rất là tốt luôn. Đấy. Đây, tất hộp em đang đi này, rất đẹp luôn các bác nhá. Vừa vặn rất đẹp luôn. Ôm chân này, co giãn 4 chiều này. Đấy. Thì các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Đấy, một lọ này thì giá chỉ có 40.000 thôi, 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Dùng rất là tiện, thì các bác dùng để mình massage, đấy, giúp chống đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh. Đấy, đây các bác này, đấy, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây, hàng của Hàn Quốc này. Đó, đầy đủ nhá, đầy đủ thông tin, mã tem, mã vạch, các thứ đàng hoàng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một hộp như này nhá, 40.000 thôi. Hộp này của nó sẽ là 100ml các bác nhá. Đó. Để em xem, đúng không? 100ml các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bọc cỗ nhá. Cuối năm rồi, tiết nhất rồi, các bác hay tổ chức ăn uống này, cỗ bàn thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, hoặc nhà nào có đình đám, có đám cưới hoặc đám giỗ, các thứ các bác dùng cái này cũng rất là ok. Một bịch này của nó từ 80 đến 100 cái nhá, từ 80 đến 100 cái. Và nó sẽ là chiều rộng của nó, nó sẽ có một cái dây chun như này và nó sẽ co giãn nhé. Chiều rộng của nó vào khoảng từ 25 đến 30 cm. Thoải mái, đĩa to, đĩa nhỏ, đĩa lớn, đĩa bia, đĩa nhẹ, đĩa con đều vừa hết nhé. Đĩa bát tô đều vừa hết, các bác chỉ cần chụp vào cho em là xong. Đấy. Rất là sạch sẽ, an toàn, vệ sinh. Hàng túi rút như này nhé, các bác chỉ cần là kéo vào như này cho em là xong. Mình có thể là treo lên hoặc là để trong tủ bếp rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là bọc cỗ nhé, bọc cỗ. Giá thì sẽ là bọc cỗ này, giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 20.000 nhá. 20k cho một bịch bọc cỗ như này. Đấy, các bác lên cho em là bọc cỗ, giá của nó sẽ là 20.000. Rất là tiện để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái thùng đựng gạo. Con này thì nó sẽ là đựng được 10 cân. Hàng liên doanh Việt Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật đây. Đấy, đầy đủ thông tin rằng là công ty nhựa Việt Nhật này. Đấy. Dung tích của nó sẽ là số lượng là một cái này. Đấy, thùng 36 cm nhá, 36 x 20 nhân với lại 37 này. Đấy. Đây, thông số kỹ thuật đằng hàng nhựa, hàng cực kỳ cao cấp các bác luôn. Đấy. Một con thùng đựng gạo rất chất lượng như này.
Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Về nhà các bác chỉ việc là mở ra là mình dùng thôi, nó rất là tiện. Dòng này thì nó sẽ có sẵn cho các bác lắp đặt hết rồi, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây, rất là tiện ích như này các bác này. Đấy, một con thùng đựng gạo cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ đựng được một yến gạo nhá. Đây, mở nắp ra này. Đấy, và con này thì các bác cho gạo vào, các bác chỉ cần nhấp này thôi. Nhấp này là nó sẽ gạo nó sẽ chảy xuống này. Đấy, gạo chảy xuống đây qua cái lỗ này các bác nhá. Đó. Và gạo nó sẽ chảy xuống cái ô này. Cái ô này thì các bác vừa dùng để đong gạo này, vừa dùng để vo gạo được luôn. Đây, nó có cái phần lưới như này. Khi các bác vo xong thì các bác rót thì cái gạo nó sẽ đọng lại ở đây, nước nó chảy ra nhá. Đấy. Ô này thì vừa để đựng gạo này, vừa để vo gạo luôn. Đấy, rất là tiện nhá. Và ưu điểm của cái thùng đựng gạo này là nó là được 10 cân gạo, nên các bác dùng thoải mái luôn. Các bác cứ ít một mình đổ vào, đến đâu mình đổ đến đấy nhá. Và ưu điểm của nó là nó lấy gạo từ dưới đáy, cho nên là khi các bác sử dụng thì những cái gạo cũ mình chỉ cần đổ trong cái chốc thôi là bao giờ nó cũng chảy hết cái gạo mới trước. Đấy. Hàng thì nắp đậy cái thứ rất là cứng cáp dày dặn luôn. Đấy, rất cứng cáp dày dặn như này thì khi các bác sử dụng rất là ok này. Đấy, 2468 tổng là được 10 cân gạo nhá. 10 cân gạo rất dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thùng đựng gạo nhá. Thùng đựng gạo. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là thùng gạo nhá. Đó, thùng gạo giá sẽ là 180k, 180.000 cho cái thùng đựng gạo như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt ống nước 42 nhá. Còn con 63 là không? Đấy, kéo cắt ống nước 42 nhé. Con này thì nó sẽ cắt được từ ống 42 trở về. Đó, cho nên là nó lên tên luôn là kéo ống 42. Đấy, các bác chỉ cần là về là mình sập này kia là xong. Đấy, khi mở ra thì mình giật ra, còn khi cắt thì mình sập vào như này các bác này. Đấy, nó sẽ là dòng sập lẫy như này. Đấy, nó sẽ đẩy lẫy như này, nó sập vào các bác này. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, cắt rất là ngon. Hàng của Nhật đây, Kabushi Japan các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây, Kabushi Japan này, hàng của Nhật nhá. Giá thì sẽ là 110.000 cho một con kéo cắt ống nước 42 như này. Con này thì ưu điểm của nó là nó sẽ cắt được ống 42 trở về và nó cắt rất là bén nhá. Đấy. Thứ nhất là cắt bén này, thứ hai là khi mà nó cắt thì nó sẽ không để lại mùn nhá. Nếu các bác dùng cưa thì nó sẽ có mùn. Đấy, khi mà các bác làm thì nó sẽ rất là mất vệ sinh và nó khó gắn keo. Còn cái này thì các bác cắt đến đâu là nó ngọt đến đấy luôn, như kiểu là mình thái giò ấy, nó không có mùn ra các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho bác là 110k thôi. Lên cho em là kéo 42 nhá. Kéo ống 42. Kéo ống 42 giá sẽ là 110k nhá. 110.000 con kéo ống 42 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái áo mưa. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ quần áo mưa nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Tú Phong. Đấy, hàng của nó là cỡ to nhá, cỡ đại 3XL này, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là một cái dòng là chất liệu vải bạt nhá. Vải bạt. Đấy, tức là nó là thuộc dạng vải và có phủ ni lông bên ngoài. Các bác dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy. Cỡ thì là cỡ đại rồi, cỡ đại cỡ to. Thoải mái cho bác sử dụng nhá. Cỡ đại cỡ to, cả quần cả áo luôn. Đấy. Cỡ to cả quần cả áo như này. Thoải mái cho bác sử dụng. Hàng dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành. Giá thì bên shop đang gửi cho bác một cái bộ quần áo mưa như này, cả quần cả áo cho các bác luôn, cả quần cả áo nhá. Giá sẽ là 195.000. 195.000 cho một cái bộ quần áo mưa như này. Đấy, cả quần cả áo cho bác luôn. Đấy, khi các bác mặc vào thì rất là vừa vặn và đẹp. Đấy, và bền chắc chắn. Đặc biệt là mùa đông như này thì các bác mặc rất là ấm luôn. Đấy. Đấy, khi bác mặc vào nó sẽ lên bộ lên form như này các bác này. Hàng thì của Việt Nam nhá, chất lượng cao này. Đấy, VIP này các bác nhá. Đấy, VIP 1 luôn. Sản phẩm thương hiệu người ưa dùng bình chọn các bác này. Đấy, người tiêu dùng bình chọn này. Rất chất lượng nha. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp em đó là bộ quần áo mưa nhá. Bộ quần áo mưa. Giá sẽ là một bộ quần áo mưa như này sẽ là 195k nhá. 195k cho bộ quần áo mưa như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, gọi là miếng dán thải độc chân. Thì cái này bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, 50 miếng dán và 50 gói thuốc như này. Về nhà các bác dán lên cái gan và chân của mình ấy, nó giúp cho các bác là thải độc chân, rồi các cái độc tố ở chân nó sẽ được đào thải ra rất là tốt luôn, đặc biệt là mùa đông như này. Chân các bác hay bị lạnh chân này, rồi là bị tê thấp này, các bác dán cái này cho em rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có 40k bằng một bát phở Hà Nội thôi nhá. 40.000 bằng bát phở Hà Nội thôi. Đấy, mà các bác dùng được là tới là 25 lần cho hai chân và 50 lần cho một chân. Đó, thì các bác chất liệu của nó thì là từ ngải cứu này và rất là nhiều các loại thuốc
nam của Nhật rất là tốt luôn. Lên cho nên là dán thải độc chân nhá, dán thải độc chân này. Dán thải độc chân giá của nó sẽ là 40k cho một hộp như này, rất tiện ích luôn. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho bác cái lô chăn ga. Chăn ga 5 món của Nhật và chiếu mây, hàng chiếu mây cao cấp các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ là dòng chiếu mây điều hòa, các bác nằm mùa đông mùa hè đều được hết, hàng rất là tuyệt vời để cho các bác sử dụng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì bên shop đã về cho các bác các cái mặt hàng rất là thông dụng và hữu ích. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái chiếu mây nhá. Chiếu mây thì dòng bên em về nó sẽ là chiếu hàng của thương hiệu Muji của Nhật các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Muji đây. Chiếu của thương hiệu Muji Made in Japan các bác này. Đấy, Muji Made in Japan. Dòng này của nó thì nó sẽ là bằng sợi mây tự nhiên và nó sẽ có cho các bác là tính năng là điều hòa nhá. Đấy, điều hòa thì các bác nằm thì mùa đông thì sẽ là rất là ấm và mùa hè thì nó sẽ là rất là thông thoáng và mát. Đấy. Cái dệt của nó thì nó sẽ là cái dòng theo kiểu dệt 5D như này. Thì khi các bác nằm thì mùa đông nó rất là êm và ấm và mùa hè thì lại rất là mát các bạn. Đấy, rất là thoáng khí và rất là mát như này. Đó, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác những cái phần đai đây. Đấy, những phần đai này các bạn này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng sợi mây tự nhiên nhá. Màu sắc thì rất là đẹp luôn. Đấy, màu sắc rất là đẹp luôn. Và bên shop thì có hai mẫu, một mẫu mét 6 và một mẫu mét 8 đều là nhân 2 mét nhá. Mét 6 2 mét và mét 8 2 mét. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 cho một con chiếu mây như này. Đấy, mép nhức được trần máy cực kỳ là đẹp và kỹ luôn. Đó, và cái chất của nó thì nó sẽ là sợi mây tự nhiên các bác này. Đấy, sợi mây tự nhiên như này. Thì khi các bác dùng ấy thì nó rất là êm nhá, êm. Và mình nằm thì nó rất là êm, mà khi các bác nằm thì không bị đau lưng. Đấy, đau lưng, đau cột sống quá nhá, đau xương sống. Đó, và hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Hàng thương hiệu Muji đây. Muji Made in Japan. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con chiếu mây như này thì giá của nó sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là chiếu mây nhá, chiếu mây Nhật. Giá sẽ là 180k. Bỏ tranh tờ giấy nào. Tươi. Bỏ tranh tờ giấy. Chiếu mây Nhật đây, bỏ tranh tờ giấy. 180.000 cho con chiếu mây như này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là chiếu mây, giá sẽ là 180.000. Bên shop có cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, chiếu mây. Giá sẽ là 180k. Đó. Nó sẽ có là 1,6m này và 1,8m. Nhân với lại 2m nhá, nhân với 2m, chiều dài là 2m. Thì nó là 2m, nó là kích thước cố định rồi. Còn nó sẽ có giường 1m6 và giường 1m8 nhá. Thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái chăn ga Nhật 5 món nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu Chanel và màu xanh nhá. Màu Chanel và màu xanh như này. Đấy, đây có hai màu. Hai màu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đây nó sẽ là màu xanh này, màu xanh cũng rất là nhã nhặn và lịch sự, sạch đẹp nhá. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá, sợi bông tự nhiên. Đó. Dệt từ sợi bông tự nhiên và màu này là màu Chanel này. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầu tiên nó sẽ là một cái chăn như này. Một cái chăn như này các bác nhá. Đấy, một cái chăn. Một cái chăn này thì kích thước của nó cũng vào khoảng là 1m6. Mét 6 2m nhá, mét 6 2m các bạn, rất là rộng luôn. Đây. Con này của nó là bên trong là nó có trần bông nhá, có trần bông thì các bác đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết nhá, đắp mùa đông, đắp mùa hè đều được hết. Đó. Kích thước của nó là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m các bác nhá. Đó, đây các bạn này. Đấy. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, và bên trong thì có trần thêm bông nhá, có trần thêm bông như này, nên là dùng rất là đã. Đó. Dùng rất là đã luôn. Đó. Và có hai màu, màu xanh và màu Chanel nhá. Hai màu này đều siêu sạch luôn. Hai màu này đều siêu sạch luôn nhá. Đây, hàng được trần máy cực kỳ là kỹ luôn các bác nhá. Trần máy cực kỳ là kỹ luôn, và bên trong nó sẽ có cho các bác một cái lớp bông tự nhiên. Đấy, chiều dày của nó thì nó sẽ vào khoảng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Các bác có thể đắp mùa đông mùa hè đều được hết, rất là ấm luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái ga này. Đây sẽ là một cái ga nhá, một ga này. Đấy. Và tiếp theo là nó sẽ là có cho các bác là hai cái vỏ gối và một cái gối ôm. Đây. Đây nó sẽ là hai cái vỏ gối này. Vỏ gối kích thước của nó sẽ là 40 x 60 nhá. 40 x 60 các bác này. Đấy. Và một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm thì chiều dài của nó vào khoảng là 1 mét nhá. Một gối ôm chiều dài 1 mét. Như vậy là các bác mua là combo cho các bác là được hẳn 5 món luôn. Đấy, combo cho các bác là 5 món luôn. Hai vỏ gối thường, một vỏ gối ôm, một ga và một chăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là chăn ga Nhật 5 món nhá. Chăn ga này. Chăn ga Nhật này.
chăn ga Nhật 5 món. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000 và 3 ship tận nhà cho các bác luôn. Rồi ok. Đây rồi các bác ơi, hôm nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục lên video để gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc khi mua hàng, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô băng keo điện nhá. Hàng lô này về thì siêu đẹp cho các bác luôn, màu mè đủ các màu cho các bác luôn nhá. Đó, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Một quận này thì bên shop sẽ bán cho các bác với giá là 10.000 một quận, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Băng dính của Nhật này thì nó sẽ có các cái chức năng, thứ nhất là siêu dai này, siêu dính này. Đấy. Siêu dai, siêu dính cho các bác luôn. Đó, siêu dai, siêu dính và rất là mỏng nhá, rất là mỏng, thì khi mà các bác dùng nó mỏng ấy, đây rất là dai các bác này. Dai chưa các bác thấy không? Đây. Rất dai luôn các bác này, kéo đã tay luôn nhá, rất dai này, rất dính và rất mỏng này. Và lõi thì gần như là bằng không luôn, gần như không có lõi luôn các bác nhá. Đấy đây, gần như không có lõi luôn này. Đấy thì khi các bác dùng nó rất là đã. Bên shop bán thì sẽ là 10.000 cho một quận như này. Đấy. 10.000 cho một quận như này. Còn quận nhỏ này thì sẽ là 5.000 nhá. Đấy 5.000. Quận to thì sẽ là 10.000, quận nhỏ là 5.000. Còn bán cân thì sẽ là 80.000 một kg. Lên cho em là băng keo điện nhá. Băng keo điện này. Băng keo điện giá sẽ là 10k trên một quận này, hoặc là 5k trên một quận nhá. Và 1 kg, 1 kg thì sẽ là 80k nhá. 80.000 trên 1 kg. Và nửa cân 1,2 kg thì giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k. Đó thì các bác muốn lấy nào là lấy quận 5.000 có, quận 10.000 có. Lấy 1 cân là 80.000. Một cân thì sẽ là quận to quận nhỏ thì từ 7 đến 10 quận. Và có bán lẻ nhé. Bán lẻ 10.000 một quận nhé. Và 5.000 một quận. Đây, quận này sẽ là 5.000 này. Đây, 5.000 một quận này các bác nhé. Hàng nội địa của Nhật đây, của thương hiệu Yamato này và rất là nhiều thương hiệu khác này. Đấy, made in Japan các bác này. Đây, made in Japan luôn các bác nhé. Đó, made in Japan luôn. Đây, các bác yên tâm sử dụng hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, made in Japan nhé. Đó, thì quận này sẽ là 10.000, quận này 5.000. Gần thì không có lõi luôn, rất chất lượng các bác nhé, và cái giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ có cho các bác là đi 5.000 và 10.000 một quận, rất rẻ luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã sản phẩm rất là hay ho, đó là cái bông lúa thần tài nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bông lúa vàng. Đấy, bông lúa vàng. Thì ở đây nó sẽ là một cái bó, bên em bán theo bó như này. Một bó của nó sẽ là 10 cành các bác nhá. Một bó là 10 cành. Và về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong. Đây em đang cắm điện đây. Đấy, đây nó sẽ là một bó của nó các bác này. Đấy, một bó của nó đây. Đây em đang cắm điện trực tiếp như này các bác này. Con này dùng thì rất là ngon và tiện ích luôn các bác nhá. Đây, một bó là 10 cành như này. Rất là đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10. 10 cành thì các bác có thể cắm rải ra, cắm rải ra hoặc là cắm trực tiếp vào thành một bó như này, rất là đẹp này. Đấy. Thì các bác có thể cắm ở ban thần tài này, ban thờ hoặc là trang trí ở đâu cũng được, rất là đẹp luôn. Đấy, màu của nó là màu vàng như này và hình bông lúa rất là đẹp luôn nhá. Thì lên mã giúp cho em đó là bông lúa vàng nhá, bông lúa vàng. Giá thì sẽ là 140.000 một cành như này, một cành như này, một bó này bao gồm là 10 cành. Lên mã giúp cho em đó là bông lúa vàng nhá, bông lúa vàng. Giá của nó sẽ là 140k nhá. 140.000 cho một bó. Đấy, lên cho em là bông lúa vàng. 140.000 cho một bó bông lúa vàng như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Một bó này sẽ bao gồm là 10 cành, mà tính ra như vậy là 140.000, là tính ra vào có 14.000 cho một cành như này thôi. Con này các bác dùng thì cực kỳ là đẹp luôn, ngày Tết các bác hoặc là giỗ chạp hoặc là ngày rằm mùng 1 các bác để trên ban thờ mình thắp hương rồi mình bật lên rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Và đây thì nó cắm trực tiếp điện 220 như này. Đấy, có đầu dây như này nhá. Và có một cái cục tụ như này rồi. Về nhà các bác chỉ việc là cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong. Rất tiện ích luôn. Đẹp. Đấy, sắc nét và khá là ngon lành cho các bác nhé. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 cho một cái bó lúa vàng như này thôi. Lên cho em là bông lúa vàng hoặc bó lúa vàng, giá sẽ là 140.000. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop cái bó lúa này thì cái chiều dài tổng thể của nó thì 1 này, 2 này, 3 này. Nó vào khoảng là 70cm nhá, vào khoảng 70cm các bạn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái vật muỗi các bác nhá. Vật muỗi đây nó sẽ là một cái dòng là vật muỗi thông minh, vật muỗi thông minh. Con này thì nó có chức năng là bắt muỗi tự động, thì các bác bật cho em cái công tắc hồng ngoại này lên. Đó, bật cái đèn hồng ngoại này lên và nó sẽ cái ánh đèn màu hồng này sẽ thu hút muỗi các bạn này. Đấy, nó chập điện rất là mạnh luôn các bác thấy không? Đấy. Chập điện rất là mạnh luôn, thì con này nó đánh muỗi cực kỳ là tốt luôn nhá. Đó.
và có chức năng là bắt muỗi nhá. Đấy, thông thường thì bắt muỗi như này. Bắt muỗi thì các bác chỉ cần bật này, này. Đấy, các bác thấy không? Con này điện nó khá là mạnh cho nên nó đánh nghe, các bác nghe cái tiếng tách tách của nó rất là đã luôn, tức là điện của nó rất là mạnh đấy. Và muỗi vào một cái là chết rúm vào luôn, kể cả người mà các bác đưa vào giật tê người đi luôn các bác nhá. Và có cái đế như này. Ban đêm thì khi mà các bác muốn bật chế độ bắt muỗi tự động thì bật cái này lên. Sau đó thì cắm cái sạc này vào cho em, cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá, cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, và các bác để nhá. Còn cái này nó chỉ sử dụng được cái chức năng là bắt muỗi thôi. Còn các bác muốn bắt muỗi tự động thì các bác phải cắm sạc vào. Còn nếu các bác để không như này thì nó chỉ được khoảng một tiếng thôi là nó sẽ hết pin nhá, nó sẽ hết pin. Đấy, tại vì mình để cái đèn hồng ngoại này rất là tốn pin. Và đây thì con này rất chắc chắn luôn. Bên trên này đai 4 ốc liền nhá. Đấy, nó sử dụng pin 18650, các bác về xoáy ốc ra có thể thay pin bình thường. Đó, và con này thì giá sẽ là 100 bao nhiêu nhỉ? Lên thêm là vợt muỗi đứng nhá. Đấy, vợt muỗi đứng này. Vợt muỗi đứng. Đấy, nó có thể để đứng được nên em gọi là vợt muỗi đứng, 130k nhá. 130.000 cái con vợt muỗi đứng như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bình thường nếu các bác mua cái vợt muỗi thường của Việt Nam mình cũng đã phải 90 đến 100.000 rồi. Mà đây một con vợt xịn sò như này, cực kỳ chắc chắn luôn, cầm đầm tay. Giá chỉ có 130k thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy. Sản phẩm đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là vợt muỗi đứng, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bình nhiệt hàng của quân đội Mỹ nhá. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một bình nhiệt như này. Dung tích của nó sẽ là 1,5 lít nhá, 1,5 lít. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá, dung tích 1,5 lít. Đó, dung tích 1,5 lít, bình nhiệt quân đội Mỹ 1 lít rưỡi nhá, mà giá là 170.000. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bình như này, inox 304 nhá. Đây, su 304 này các bác này. Đấy, su 304. Cực kỳ dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Đế thì có lót cao su chống trơn trượt nhá. Đấy, và có lưới lọc này, có lưới lọc này. Đấy, có nắp giữ nhiệt này, một nắp giữ nhiệt này và một nắp làm cốc luôn, một nắp làm cốc như này nhá. Đấy, xoáy vào cho em này. Rất là ngon lành luôn. Nắp này thì rất là dày. Nắp này siêu dày luôn. Các bác có thể vừa làm cốc uống nước này, vừa làm nắp luôn, rất là tiện ích. Thì bên shop về nó sẽ có 3 màu. Màu đỏ này, màu inox này và màu xanh đậm nhá. Màu xanh đậm. Đó, màu xanh đậm như này. Các bác nghe cái tiếng kêu là các bác đã biết rồi. Bên trong của nó inox 304, bên ngoài sơn tĩnh điện. Sơn tĩnh điện giữ nhiệt nhá, sơn tĩnh điện giữ nhiệt, giữ nóng giữ lạnh cho em luôn. Đây, mặc định của nhà sản xuất này, giữ lạnh 36 giờ này. Đấy, giữ nóng 24 giờ cho các bác luôn, rất khủng khiếp luôn nhá. Hàng này thì nó chuyên sản xuất cho quân đội của Mỹ nhá. Đấy, dung tích là 1,5 lít. Lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ này, bình quân đội Mỹ. Bình nhiệt quân đội Mỹ, giá thì sẽ là quân đội Mỹ này. Giá của nó sẽ là 170k cho các màu, ba màu này, màu đỏ, màu inox và màu xanh đậm là 170.000. Còn màu xanh quân đội nhá. Bên em có cả màu xanh quân đội luôn. Màu xanh quân đội thì giá sẽ là 190k nhá, 190.000 cho cái màu xanh quân đội. Đó thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đây, màu xanh quân đội thì nó sẽ là một cái màu xanh rất là đẹp như này. Và con màu xanh quân đội này thì không có nhiều hàng đâu. Đấy, hàng nó về theo lô thì con màu quân đội này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Và nó theo lô, một lô của nó cũng chỉ có tầm khoảng là chục cái thôi. Đấy, chục cái thôi. Đấy. Đấy, và giá thì sẽ là 190.000 cho con màu xanh quân đội như này các bác nhá. 190.000. Đó. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện, được sản xuất và phân phối bởi Thái Lan nhá, bởi Thái Lan. Đó. Đây nó sẽ là một cái dòng kẹo mà thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Hàng nguyên tem mác nội địa của Thái Lan nhé, toàn bộ chữ Thái hết này, mã tem mã code đàng hoàng. Đấy, các bác mua nước uống bò húc của Thái Lan ấy là phải đúng cái mã 885 như này mới là hàng của Thái Lan nhá, còn lại là đều là hàng nhái hết này. Mã code của nó phải là 885 như này. Đấy, mua bò húc dọi đúng cho em cái mã code 885 này nhá. Đó, Thái Lan. Đây, nó sẽ là một cái viên kẹo màu hồng như này. Dòng này của nó thì khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là một cái dòng đặc biệt. Khi mà sử dụng ấy thì nó sẽ là cái tính năng giữ chuột của nó rất là tốt luôn. Khi mà chuột nó ăn một con ăn là nó sẽ kéo theo cả đàn đến ăn luôn và chết cả đàn luôn. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột mẹ, chuột con, chuột nhà, chuột đồng nhá. Các loại chuột đều chết hết luôn. Đó. Giá thì sẽ là 30k cho một hộp kẹo chuột như này. Lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Đấy, kẹo chuột. Giá sẽ là 30.000 cho một hộp như này các nhá. 30.000 cho một hộp kẹo chuột này thôi. Thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn, số 1 của Thái Lan luôn. Dòng này nó sẽ là một cái dòng đạt thương hiệu của Thái Lan luôn nhá. Đấy, bán toàn cầu luôn này. Và giá sẽ là
30.000 trong hộp này thôi, rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai xịt sơn sơn, cái này gọi là xịt chống thấm nhá. Đấy, xịt chống thấm. Trước khi xịt thì các bác lưu ý lắc đều lên nha, lắc đều lên nha. Đó. Con này dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng xịt nano nhá, củ nano. Đấy, trước khi xịt lắc đều lên nha. Khi xịt vào các bác này, đấy, đây, xịt vào này thì cái sơn nó sẽ lấp đều vào cái các cái vị trí mà nó bị thấm rột nhá. Đấy, đây, cái sơn nó ra như này các bác này. Đấy, có lắc đều lên nha. Đó. Và nó sẽ đều lên các cái vị trí bị thấm rột nhá, là nó sẽ phủ kín luôn. Đó, phủ kín luôn các bác nhá. Và rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một chai xịt chống thấm như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xịt chống thấm, giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50k. Đây các bác này, khi xịt vào thì nó sẽ thấm đều vào các cái vần vết nứt như này các bác này. Đấy, đây là em đang xịt đây và có các cái vết nứt đây. Nó sẽ thấm đều vào như này và nó sẽ khô đi. Nó sẽ khô dần đi nhá, khô dần đi và nó sẽ phủ che hết cho các bác những cái vết nứt này. Thì các cái vị trí mà bị nứt, bị thấm rột là nó sẽ che hết cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 50k nhá, lên cho em là sơn đình xịt chống thấm nhá. Lên cho em là xịt chống thấm, giá sẽ là 50.000. Xịt chống thấm này, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. Đó, phủ hết luôn các bác xem nhá, thực tế luôn chứ không phải là hoa văn cầu kỳ gì nhá, em xịt trực tiếp lên sản phẩm này. Đấy, và lưu ý các bác là khi xịt nhá, khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em để tránh cái việc là nó bị tắc nhá. Đấy. Trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em, lắc đều lên cho em như này nhá. Ngoài ra thì khi xịt nhá mà nó không ra thì các bác đảo đi như này cho em này, đảo này cho em để cho nó cái miệng này nó đẩy ra, tại vì là cái bên trên này nó hay bị khô và nó tắc. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sơn xịt inox nhá. Đấy, nó đây nó sẽ là một cái dòng sơn như này. Đấy, sơn như này. Và khi mà các bác xịt lên thì nó sẽ phủ lên các cái bề mặt như này các bác này. Đây. Đấy, phủ lên các bề mặt như này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, nó là chất liệu của nó là bằng sơn inox nhá. Đấy, sơn inox thì nó sẽ phủ bóng lên các bề mặt này các bác. Đấy, phủ bóng các bề mặt như này thì nó sẽ giúp cho các cái bề mặt của nó khỏi bị sét nhá, bị rỉ sét. Đấy, phủ trên bề mặt như này khỏi bị rỉ sét, rất là tốt luôn, chống rỉ sét, chống ăn mòn. Đấy, chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt luôn. Thì lên mã giúp em đó là sơn inox nhá. Đấy, sơn inox, một cái lọ sơn inox như này giá sẽ là 80.000 nhá. Lên cho em là sơn inox này, đó. Sơn inox. Sơn inox giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái lọ sơn inox như này các bạn này. Đấy, 80.000 cho một cái lọ sơn inox như này. Giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200 bên em sẽ bao ship nhá. Dưới 200 thì các bác cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa. Hoặc các bác cứ xem đủ 200 là mình sẽ mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là khoảng từ 70 đến 100 chiếc nhá. Đấy. Bình thường của nó thì nó sẽ đóng gói là từ 80 đến 100 chiếc. Đó, thì dòng này của nó sẽ là dòng găng tay chuyên về để sử dụng thức ăn nên các bác yên tâm sử dụng. Tức là có cái độ an toàn của thực phẩm nên các bác dùng nó rất là yên tâm. Và thứ hai là nó là một cái dòng găng tay dai cho nên mình dùng nó rất là thích, không lo bị rách. Lên cho em là găng tay thức ăn này, găng tay thức ăn, giá thì bỏ trong cái biển, giá của nó sẽ là 25k nhá, 25k cho một bịch găng tay thức ăn như này. Đây, tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đều vừa hết. Phương, Phương, bỏ cái biển. Đấy. Và con này của nó thì nó sẽ rất là dai các bạn, cho nên là khi các bác đeo vào nó rất là thích. Thì các bác có thể đeo vào để mình chế biến thực phẩm này, thức ăn này, rồi làm nem, làm nộm này, hoặc là đồ ăn sống, đồ ăn chín này, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp khi mà mình gọi là chuyên sử dụng để mình vệ sinh được, hoặc là bác làm nghề làm tóc, làm hóa chất cũng rất là ok. Nó rất là dai các bác này, rất là dai luôn các bác thấy không? Đấy, đây, em xoắn qua này. Đấy, nó rất là dai luôn nên các bác dùng rất là đã. Đó. Đây. Tháo ra tháo vào rất là dễ dàng, ngon lành, các bác có thể tái sử dụng được. Giá này 25k cho bịch từ 80 đến 100 chiếc. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia hộp kim chỉ nhá. Đấy, thì một cái hộp như này, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Thì hàng rất là đa di năng cho bác luôn. Đấy, nó sẽ là cả kim, cả chỉ, cả đê này, rồi cúc này, rồi kéo kiếc đầy đủ cho bác luôn. Và combo cho các bác bao gồm là 10 con chỉ với đủ màu sắc khác nhau nhá.
Bây giờ các bác mà đi mua được một combo cái bộ chỉ như này cũng rất là khó luôn. Mà đây nó đủ màu cho các bác luôn nhá. Đấy, đủ màu cho các bác luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, có 10 quận chỉ này. Đấy, và một cái bộ sản phẩm bao gồm là D này, kim này, kéo này, kim băng này, rồi là cái để các bác xỏ kim này, đầy đủ cho bác luôn nhá. D để đeo tay này. Đấy, rất đầy đủ luôn. Chọn bộ sản phẩm như này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Lên mã giúp em nó là hộp kim chỉ nhá. Kim chỉ này. Kim chỉ giá sẽ là 25k. 25k cho hộp kim chỉ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Dây phơi. Cái này thì bên shop đang bán là 30.000, đợt này về cho các bác cái giá. Cái này đang bán 30 à? Đang bán 30.000, đợt này về cho bác giá là 15.000 cho một cái dây phơi như này nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì là bằng cước đan rất là chắc chắn luôn, các bác có thể đánh đu lên trên cũng được. Nó rất là tiện ích. Dài là 5m. Các bác có thể trang ra ngoài vườn này, trang ngoài sân này, hoặc là trong các cái chung cư cũng rất là ok. Và giá thì chỉ có 15.000 cho một quận như này thôi. 15k cho một quận dây phơi như này. Đấy, 15.000 cho một quận dây phơi này, giá rất là hợp lý cho bác luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dây phơi nhá, dây phơi này. Dây phơi, giá của nó sẽ là 15k nhá. 15k cho một quận dây phơi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái đèn cam mô hình nhá. Cái này nó là một cái cam và nó là một cái đèn và giả cam nhá. Một cái đèn led như này và giả cam này, bật lên thì rất là sáng luôn các nhá. Con này thì hết pin rồi. Về nhà con nào hết pin thì các bác sạc pin giúp vào cho em. Đó, nó sẽ nhiều khi là các bác cứ để ra nắng là nó sẽ có pin thôi. Dòng này nó là năng lượng mặt trời. Và các bác không cần phải mất tiền điện, cũng không phải mất công để mình đấu dây dợ lằng ngoằng. Các bác chỉ cần là để ra ngoài ánh sáng là nó sẽ sáng luôn, nó rất là tiện ích luôn. Đây, đấy, nó sẽ có cái tấm pin năng lượng mặt trời như này, có tấm pin năng lượng mặt trời này các bác này. Đấy. Dòng này thì đấy nó rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy. Tức là ban đêm là nó sẽ lên nhá, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đấy, và có pin năng lượng mặt trời nhá. Đấy, đây các bác này. Đây các bác theo. Đấy. Đây. Che đi là nó sẽ lên này. Đấy, che tối đi là nó sẽ lên. Đó các bác theo không? Đây. Tức là nó là cảm biến rồi. Ban đêm là tối là nó sẽ lên. Đấy, tối là nó sẽ lên các bác này. Đó, rất sáng luôn các bác nhá. Các bác theo không? Đây. Em che cái tấm pin đi này. Đây, cái tấm pin này là nó ánh sáng ban ngày nó hấp thụ nhá và nó sẽ tắt nhá. Ban đêm nó sẽ tự lên các bác này. Đấy, trời tối nó sẽ tự lên, rất là sáng luôn các bác thấy không? Sáng chói chang luôn. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho một con đèn năng lượng mặt trời như này và có cảm biến luôn nhá. Có cảm biến luôn. Có người đi qua thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ lại tắt, nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá, cam mô hình. Cam mô hình này, cam mô hình. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. 100k cho một con cam mô hình này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy cạo râu hàng của thương hiệu Zandu nhá. Lên cho em là máy cạo râu Zandu. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là con Zandu này bao nhiêu nhỉ? 90.000 các bác nhá. Đấy thì các bác về các bác cắm sạc vào đây cho em này, cắm sạc vào đây cho em. Đó, cắm sạc trực tiếp điện 220V đây. Sạc trực tiếp điện 220V, công suất của nó là 3W nhá, 3W. Đó, cái này khi các bác cạo thì nó sẽ có hai phần chính này. Đây là cái phần tăng đơ này, các bác có thể đẩy tăng đơ này lên để mình cạo râu dài này. Đấy, tăng đơ này để mình cạo râu dài này. Tiếp theo thì mình có thể đẩy xuống để mình cạo râu thì các bác nhấp vào đây cho em nhá. Đây cái phần râu này. Đấy, các bác nghe cái tiếng râu nó đứt các bác nhá. Các bác nghe tiếng râu nó đứt chưa? Đó, râu đứt sạt sạt quá này. Con này thì cạo rất là ngon luôn. Và lưu ý các bác khi các bác cạo thì các bác nhấp nhả cho em nhá. Nhấp nhả cho em. Đó, rất là tuyệt vời luôn các bác thấy không? Đó. Các bác cạo thì các bác cứ nhấp nhả cho em chứ đừng thả ra nhá, đừng thả ra không nhá. Đấy, lưu ý là nhấp nhả cho em. Nhấp nhả nhẹ nhàng là được nhá. Đây các bác này. Đấy. Râu nó đứt ra các bác này. Đấy, râu em vừa cạo đây. Đấy, râu vừa cạo xong nó đứt ra rất là nhiều luôn. Thì bên shop có bán kèm cả màng cả lưỡi luôn nhá. Đây cái phần này là cái lưỡi này. Đấy và cái này cái màu vàng này là màng này. Đấy, combo một màng một lưỡi như này. Đây cái lưỡi này có thể tháo rời ra các bác về các bác lắp vào này. Đấy, tháo ra này. Đây cái này là lưỡi này. Cái lưỡi này là bên em bán theo combo cả màng cả lưỡi nữa. Và đây là cái màu vàng này là cái màng này. Đấy thì combo cả màng cả lưỡi. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái bộ màng lưỡi như này nhá. Đấy, còn các bác mua cái tăng đơ này thì cái máy cạo râu này thì giá của nó sẽ là 90k. Đấy, lên cho em là máy cạo râu Zandu nhá. Đấy, máy cạo râu Zandu. Giá sẽ là 90k cho một con cạo râu như này. Đấy. Còn nếu các bác mua cả màng kèm lưỡi thì màng cộng lưỡi giá của nó sẽ là 30.000, màng cộng với lưỡi giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho màng cộng lưỡi như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái
Cái này thì là một cái bếp ga mini, cái này bên em đã giới thiệu rất là nhiều rồi và rất là tiện ích, giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng bếp như này, rất là chắc chắn cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là mở cái lẫy này ra cho em này. Đấy, mở cái lẫy này ra. Đó. Thì cái phần này nó sẽ là bốn chân rất là chắc chắn này. Và đây là cái phần thì các bác đặt xoong nồi lên này. Và ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái đánh lửa tự động như này. Đây, để các bác xem lửa nó ra này, đánh lửa tự động luôn. Phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, dày dẫn chắc chắn, và cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ và hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con bếp ga mini này thôi. Con này thì các bác có thể dùng để mình đi câu, đi phượt, đi làm hoặc là đi rừng, đi đâu cũng được. Đấy, hoặc là đi du lịch, đi picnic các bác mang đi cho em. Sau đó thì mang thêm một cái nồi và mang thêm cho em mấy cái bình ga mini luôn. Là anh em có thể ngồi liên hoan nhậu nhạt được rồi. Rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì em đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có 100k thôi, lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá. Bếp ga mini này. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con bếp ga mini này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác kia bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là con to nhất là 18 này, nhỏ nhất là 10 này. Đấy, to nhất là 18, nhỏ nhất là 10. Đấy, nắp của nó là nắp mềm như này. Và bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 5 khay. Em gọi nó là siêu mỏng thôi nhưng nó cũng tương đối là vừa vặn đấy, không quá dày, không quá mỏng đâu. Rất vừa xinh. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Một cái bộ 5 khay thức ăn như này, giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi nhá. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 khay luôn. 5 khay to nhỏ lớn bé mẹ con đều đầy đủ cả cho các bác nhá. Đấy. Độ dày thì vừa phải. Đó, lên cho em là bộ 5 khay inox nhá. À, bộ 5 khay inox siêu mỏng này, 5 khay inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng. Bao nhiêu nhỉ? 5 khay inox siêu mỏng nhá, giá thì chỉ có 60k thôi. Tính ra vào mua chỉ có 12.000 cho cái khay này như thế thôi. 12.000 cho cái khay có nắp như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được những cái khay đẹp như này mà cái giá lại hợp lý nhá. Đó, bộ 5 khay inox siêu mỏng cho em. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 60.000 cho cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Các bác có thể mua về để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín, lẩu lá các thứ đều được hết nhá. Và cái giá thì cũng rất là hợp lý cho anh em các bác rồi. Giá sẽ là 60k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy các bác lên mã giúp cho em, đó là máy đo huyết áp nhá. Con này thì các bác có tí tuổi rồi thì nên mua để mình sử dụng nhá. Con này thì chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim rồi đo tổng thể các bác nhá. Về nhà thì các bác lắp pin vào đây cho em này. Đấy, nó sẽ sử dụng 1 2 3 4 quả pin con thỏ lại nhỏ. Bên em bán thì không kèm pin, 260.000 cho một con máy như này, không kèm pin nhá. Đấy, về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim đều được hết này. Đấy, đây. Ở đây thì nó có các cái thông số đo đạc cho các bác này, đo huyết áp, đo nhịp tim rồi đo lưu lượng máu này. Đấy, về nhà các bác sử dụng thôi. Con này nếu mà các bác ra cửa hàng mà mua nhá, ra những cái cửa hàng mà nó bán đồ thiết bị y tế nhá, đúng con máy như này luôn, nó bán cho các bác khoảng 600.000. Đấy, từ 5 đến 600.000. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá, máy đo huyết áp. Máy đo huyết áp này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác 260 cành và bao ship tại nhà luôn. Trừ đi 30.000 ship còn có 230.000 nếu các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nhá. Nó bán cho các bác với giá là từ 400 đến 600.000 một con này luôn. Đó, máy đo huyết áp, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đo huyết áp, đo nhịp tim, rồi ok.